Nam mô Bụt Hải, Nam mô Thamma, Nam mô Sang Khai. Trước tiên kính lễ Di Tôn Trần Đức Tăng trong những Việt Nam mà chúng tôi không được rõ. Xin chào Quý Ni Sư, xin chào cô tu nữ Khe Ma, xin chào chư Thiện Nam Tín Nữ Thiện Người Trí Thức, xin chào Huynh Kinh vừa đến vừa ra khỏi. Hay chúng ta sinh hoạt như thế nào, từ mấy giờ tới mấy giờ? Xin mời Sinh Nhật Quỳnh cho biết chương trình sinh hoạt hôm nay của Huynh Kinh ha. Xin mời Sinh Nhật Quỳnh. Đi quý nhà và đạo tràng con vào trễ dạ. Nam mô Bụt Hải dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ con tri ân ngài, cảm ơn thích thần đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Khê Ma và Nhật Quỳnh kính chào tất cả quý anh chị em đạo hữu trong đạo tràng và trễ giờ nên Nhật Quỳnh xin thông chào từng tên một và quan hỷ cho Nhật Quỳnh. Và Nam Mô Bụt Hải giá và kính bạch ngài, hôm nay là chương trình của Huynh Kinh giảng giải căn bản của Di Diệu Pháp, và tuần vừa rồi là Huynh sinh hoạt từ 4:30 tới hết giờ luôn đó bạch ngài. Coi như huynh giảng xong rồi thì huynh cho quý đạo hữu đặt câu hỏi. Và bây giờ thì con xin phép Trần Đạo ơi, lâu lắm rồi Trần Đạo không có vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời Trần Đạo thỉnh Pháp Sư ngang Trần Đạo. Trần Đạo có khỏe không? Nếu Trần Đạo khỏe thì Trần Đạo cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Có thể thỉnh Pháp Sư được không Trần Đạo? Lâu quá vắng mặt rồi, có khỏe không? Rồi mời Trần Đạo thỉnh Sư ngang. Dạ, Nam Mô Bụt Hải giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Khà giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức, kính lễ cô tu nữ Tham Ma Cha Rí, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin thỉnh Pháp Sư ạ. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Ramma caloka dipati sahang pati katang ca di angti warang aja jatha sangti tasak tapat raja khacatika desetu Sắc tham ma bê rinh vi na yang cha ca yang sút tăng cha băng đăng a pi thăm măng ma chăm a go ta yang tô sa tu sắc cha đăng đăng ba po tha ni ye pa ri sa yam na yin che Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm giường độc giả ngày giờ chơn sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp. 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành lưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn mi, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ con đã thỉnh pháp sư xong ạ, xin mời chị Nhật Quỳnh cầm mic ạ.
Sa thú lành thai. Kính cảm ơn Trần Đạo đã thay mặt đạo tràng cung thỉnh Pháp Sư. Bây giờ thì đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh, Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh kính mời huynh kinh. Nói cho nó nói nhẹ chút các huynh ha, nói nặng quá huynh cầm mic không nổi. Kính mời huynh kinh đăng đàn để tiếp tục tràng được học di diệu pháp căn bản. Huynh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không huynh? Nếu huynh nghe được âm thanh Nhật Quỳnh, huynh kính mời huynh. Nhật Quỳnh chính chúc đạo tràng một buổi học di diệu pháp căn bản được an vui tiến hóa. Cảm ơn Nguyên Trang. Mời huynh. Alo. Alo, 1, 2, 3. Ok. Kính lễ chư Tôn Đức Tăng Ni trong rừng. Xin kính chào tất cả quý vị. Hôm nay là buổi thứ hai, chúng ta học tiếp về môn Atidam, tức là môn vi diệu pháp này. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Samanta cakkhavalesu atra gacchantu devata sattamam munirajasa sunantu sakkamokkhana dhammam savanakkhalo ajam paranta amat savana kalo ajam paranta amat savana kalo ajam paranta. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sa Di. Kính lạy chư Tôn Đức Tăng Ni, xin chào tất cả quý vị. Tuần rồi chúng ta đã học về phần chia pháp, để học về phần tục đế. Tôi thiết nghĩ là tất cả các bạn đã theo dõi và cũng đã nắm bắt được ý nghĩa của cái phần tục đế tương đối chính xác. Thì hôm nay trước khi chúng ta vào buổi pháp thứ hai, là buổi học thứ hai học về pháp chân đế, thì chúng ta muốn mời quý vị mọi vài vài bạn đây, ví dụ như là cô Nhật Quỳnh, Nguyên Trang, như Nguyên Như, vân vân, những học lên trả bài sơ sơ được không? Chia pháp là mình lên chia pháp tất cả là pháp chia hai vậy đó, cho tới tục đế chia hết ra luôn, tục đế chia là về danh chế định, nghĩa chế định, rồi chia tục đế xong chia lên tới chân đế, chia đến pháp bất thiện. Có gì con nghe rõ không ạ? Alo, 1 2 3. Alo, nghe rõ chưa? Rồi, có nghe không? Tức là lên ai là tình nguyện chia pháp, chia tới hết luôn, chia từ pháp tới pháp tục đế, chia hết pháp tục đế ra, rồi chia dài lên cho tới pháp chân đế tới pháp bất thiện. Rồi, xin mời quý vị tình nguyện trước khi vào buổi học thứ hai. Xin sửa mic này. Mình chính kính mời chị Meta.
Dạ, Nam mô Bổn Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lễ sư Tý Đức, cô tu nữ Khê Ma. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, coi như là trả bài, tức là ghi nhận được những gì thì con cũng kỳ rồi cũng có ghi nhận, nhưng mà chắc là không có được đầy đủ, bởi vì vừa ghi vừa nghe. Rồi con cũng có cố gắng học, đây là con đã thuộc bài chứ không phải đọc lại những lời đã ghi, thì con xin tình nguyện trả bài trước. Như kỳ rồi con nghe đó, thì huynh đã giảng giải là nếu chia pháp thì pháp được chia ra hai: pháp tục đế và pháp chân đế. Và pháp chân đế cũng được chia hai là pháp chân đế vô vi và pháp chân đế hữu vi. Pháp chân đế hữu vi nếu chia hai thì tức là sắc pháp và danh pháp, và danh pháp nếu chia hai là tâm và sở hữu tâm và tâm. Và tâm nếu chia hai thì là tâm siêu thế và tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế nếu chia hai thì có tâm đáo đại và tâm dục giới. Tâm dục giới chia hai thì có tâm dục giới tịnh hảo và tâm dục giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo nếu chia hai, nếu chia thì có hai là tâm vô nhân và tâm bất thiện. Tâm bất thiện nếu chia thì có ba là tham sân và si. Đó là về chân đế. Còn về tục đế thì có hai là danh chế định và nghĩa chế định. Về danh chế định thì có sáu là danh chơn chế định và phi danh chơn chế định. Một là danh chơn chế định, hai là phi danh chơn chế định, ba là danh chơn chế định, phi danh chơn chế định, bốn là phi danh chơn chế định, danh chơn chế định, năm là danh chơn chế định, danh chơn chế định, sáu là phi danh chơn chế định, phi danh chơn chế định. Về nghĩa chế định thì được chia làm bảy. Thứ nhất là hình thức chế định, thứ hai là hiệp thành chế định, thứ ba là chúng sanh chế định, thứ tư là thứ tư là thời gian chế định, thứ năm là phương hướng chế định. Thứ sáu là biểu hiện chế định. Và như vậy thì pháp tục đế gồm có 13. Dạ, đó là sự ghi nhận của tôi kỳ rồi. Thì chắc là còn nhiều thiếu sót, và về hiểu thì có lẽ là còn mù mờ lắm, bởi vì mới học lần đầu, cố gắng lắm nhưng mà chắc là còn mù mờ lắm. Dạ xin hết, dạ xin gửi mic lại cho đạo tràng.
Kính cảm ơn chị Mata. Chị Mata quá giỏi. Dạ. Theo Nhật một lần nữa, con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào Đạo Tràng. Dạ, cảm ơn Nguyên Trang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh thì không học thuộc như chị Mata, nhưng hiểu và ghi lại thôi. Nhật Quỳnh đọc là Nhật Quỳnh đã ghi. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh xin đọc trả bài. Tất cả chia pháp, tất cả là pháp. Pháp chia có hai: pháp tục đế, còn lại là pháp chân đế. Pháp chân đế chia có hai: chân đế vô vi, còn lại là chân đế hữu vi. Chân đế hữu vi chia có hai: sắc pháp, còn lại là danh pháp. Danh pháp chia có hai: sở hữu tâm, còn lại là tâm. Tâm chia có hai: tâm siêu thế, còn lại là tâm hiệp thế. Tâm hiệp thể chia có hai: tâm đáo đại, còn lại là tâm dục giới. Tâm dục giới chia có hai: tâm dục giới tịnh hảo, còn lại là tâm dục giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo chia có hai: tâm vô nhân, còn lại là tâm bất thiện. Tâm bất thiện chia có ba: tâm tham, tâm sân và tâm si. Pháp tục đế có hai: một, danh chế định; hai, nghĩa chế định. Danh chế định có sáu: danh chơn chế định, hai, phi danh chơn chế định; ba, danh chơn, phi danh chơn chế định; bốn, phi danh chơn, danh chơn chế định; năm, danh chơn, danh chơn chế định; sáu, phi danh chơn, phi danh chơn chế định. Nghĩa chế định, nghĩa chế định có bảy: hình thức chế định, hiệp thành chế định, chúng sanh chế định, phương hướng chế định, thời gian chế định, hư không chế định, tiểu chế định. Là bảy. Và pháp tục đế có 13. Pháp tục đế có 13. 13 pháp. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ. Nhật Quỳnh chỉ nhìn vào bản nêu và đọc được như thế thôi, ghi nhớ như vậy. Dạ, còn không có học thuộc như chị Mata. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, kính mời Đạo Tràng. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, con trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, Pháp và ơn Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con kính chào chú Kinh. Kính lễ cô Tu Nữ Khe Ma. Dạ, sau đây con xin trả bài về bản Niêu Chi Pháp. Dạ, về đây, pháp chân đế và pháp tục đế. Pháp chân đế thì có hai: chân đế vô vi và chân đế hữu vi. Chân đế hữu vi có hai: sắc pháp và danh pháp. Danh pháp có hai: sở hữu tâm, và còn lại là tâm. Tâm có hai: tâm siêu thế và tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế thì có hai: là tâm đáo đại giới, có hai: là tâm dục giới tịnh hảo, và còn lại là tâm dục giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo có hai: đó là tâm vô nhân và tâm bất thiện. Tâm bất thiện có ba: là tham, sân và si. Còn về pháp tục đế, tất cả là có 13 pháp, nhưng mà trong pháp tục đế thì được chia làm hai, đó là danh chế định và nghĩa chế định. Danh chế định thì có 6. Thứ nhất là danh chơn chế định, thứ hai là phi danh chơn chế định, thứ ba là danh chơn phi danh chơn chế định, thứ tư là phi danh chơn
danh phi danh chơn chơn danh chơn chế định danh chơn phi danh chơn chế định phi danh chơn. Thứ thứ sáu là phi danh chơn chế định. Còn về nghĩa chế định á, thì có hình thức, một là hình thức, hai là hiệp thành, ba là chúng sanh, bốn là phương hướng, năm là thời gian, sáu là hư không, bảy là tiêu biểu. Về hình thức á, thì nói về cái hình dáng của nó. Còn về hiệp thành á, thì nhiều thứ gom lại. Còn về mà chúng sanh á, thì nói là về người thú, trời rồi tiên. Còn về phương hướng chế định á, thì nói là đông tây nam bắc, hướng trên hướng đuôi, hướng dưới. Còn về thời gian là nói về ngày tháng và mùa, cứ như là xuân hạ thu đông. Còn về hư không thì là nói không không gian, hay là những cái loài lởm, là về lá cờ, cũng như những cái gì mà tượng trưng cho một cái gì đó, như là lá cờ hay là bảng hiệu hay là đề mục gì đó. Dạ, cái đó là con đã trình bày xong cái phần hiểu biết của con. Dạ con xin xuống hết ạ. Nam mô Bức Thầy Giác, Nam mô Thầm Mà Giác, Nam mô Sang Thầy Giác. Dạ Quỳnh Trinh ơi, như không có thì cô Nguyệt Quỳnh đưa cho các bạn hôm bữa, cô Nguyệt Quỳnh không có biết cách gửi cho Nguyên Như Quỳnh ơi. Thành ra hồi nãy giờ nghe ba người kia trả bài, giờ Nguyên Như bắt chước trả theo, thì Nguyên Như không có bài hồi đi xin lô nha Quỳnh. Dạ Pháp tất cả chỉ có hai là Pháp Tục Đế và Pháp Chân Đế. Pháp chân đế chia có hai là pháp vô vi và pháp hữu vi. Pháp hữu vi chia có hai là danh pháp và sắc pháp. Danh pháp chia có hai là tâm và sở hữu tâm. Tâm chia có hai là tâm siêu thế và tâm diệt thế. Tâm diệt thế chia có hai, tâm dục giới và tâm đáo đại. Tâm dục giới chia có hai, tâm dục giới tịnh hảo và tâm dục giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo chia có hai là tâm vô nhân và tâm bất thiện. Tâm bất thiện chia có ba, gồm có tâm tham, tâm sân và tâm si. Về phần tục đế thì có hai phần chia ra là danh chế định và nghĩa chế định. Danh chế định gồm có danh chơn, phi danh chơn, danh chơn, phi danh chơn, phi danh chơn, danh chơn, danh chơn, danh chơn, phi danh chơn, phi danh chơn. Về nghĩa chế định thì có thì hình thức, hiệp thành, chúng sanh, phương hướng, thời gian, hư không và tiêu biểu. Dạ Nguyên Như có một câu hỏi là về cái phần nghĩa chế định á, có những cái bản niêu thì lại nói là hình thức, hiệp thành, chúng sanh, thời gian, hư không, phương hướng và hình tướng rồi không ở bên trên, hay là mình muốn học sao cũng được. Dạ sa thú Nguyên Như xin chú mít ạ. Alo, alo, 1, 2, 3, alo, à, biết gì còn ngang mà. Dạ, cảm ơn quý vị. À, xa thứ, xa thứ. Xa thứ, cuộc bài đến tương lai. Nhiều là chia pháp, thì tất cả là pháp, pháp chia làm hai.
pháp tục đế, còn lại hết là pháp chân đế. Pháp chân đế chia làm hai, và mình thấy không, cái vấn đề nếu nó có cái lạ của nó, ít có ai mà chịu là để mình vô cái pháp gì nó chia lại vậy đó, cứ đọc đọc theo ý mình thôi. Cái kinh nghiệm là bao nhiêu lần là đa số là như vậy. Thì ra mình để ý chút xíu. Thì còn cái vấn đề mà về pháp thực đế đó, về hình tướng chế định như tiêu biểu chế định đó, thì người ta mỗi cái chỗ đó thì cũng tương đối giống giống nhau thôi. Chẳng hạn như mình lấy cái hình tướng của cái casino, nhà đất, hình tướng nó còn tròn tròn, nó tiêu biểu lên một cái hình tướng như vậy. Để là mình tập thiền thì cũng là hình tướng chế định, hoặc là một cái dấu hiệu gì đó, nó có cái hình tướng gì đó để nó tiêu biểu lên một cái gì đó đó, thì cũng vậy thôi. Nói chung là cái pháp tục đế thì nó cũng không có gì quan trọng. Rồi quý vị có nghe rõ không? Nghe giờ bắt đầu mình vô bài ha. Đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi bài học thứ hai. Là chúng ta học lúc trước là mình học về pháp tục đế đúng không? Thì hôm nay chúng ta đi vào pháp chân đế. Và cái này pháp này rất là quan trọng nha, pháp chân đế này chúng ta phải nắm bắt hiểu cái pháp này. Chứ nếu không thì khó mà tu tập lắm. Vì nói về cái pháp chân đế, tức là chân đế là từ Paramat, pháp này nói lên một cái sự cái thực tính pháp, một cái chân tướng pháp, một cái chân như, hay là một cái người ta gọi là có thể nói là trước sau như một, không có thay đổi. Tức là nó trước nó sau thì nó vậy thôi, nó không có sự thay đổi. Như thế như vậy mới gọi là pháp chân đế, bị hiểu lầm. Bởi vì khi mình nói là nó là pháp, mình rơi vào cái thường kiến, cái đó là sai, không phải vậy. Nó trước sau không thay đổi không có nghĩa là nó thường còn, nó vẫn sanh vẫn diệt vẫn thay đổi theo cái bản thể tướng của nó, chứ không phải là nó không thay đổi. Nhưng mà nó trước sau dù là bởi vì khi nó sanh lên thì nó là như vậy. Ví dụ như giờ cái tham sanh lên thì là tham chứ không có thay đổi được hết. Tham nó là một cái trạng thái là luôn luôn là tham bám, tham nắm nắm bắt bám víu đối tượng, muốn muốn thỏa thích với đối tượng. Vì cái tướng trạng của tâm tham, nó cái trạng thái của tâm tham nó là như vậy, trước sau thì không thay đổi, dù cho bất kỳ là ai. Ví dụ như là một người hiền, một người dữ, một người cao trọng vọng, một người nghèo hèn, vân vân, bất kỳ một chúng sanh nào, nếu mà còn có tham thì tham là tham bám, là bám víu, là muốn thỏa mãn đối tượng, vân vân, thì cái tướng trạng của tâm tham nó là như vậy, không thay đổi. Quý vị nắm được này không? Tức là cái pháp chân đế nó là một cái pháp trước sau như vậy thôi, nó là tuyệt đối, nó không có một cái gì mà thay đổi được hết. Nhưng mà nó vẫn nằm trong định luật vô thường, tức là nó vẫn sanh vẫn phải diệt đi, vẫn vẫn phải bị trong cái định luật đó, nó không thể nào mà khác đi được. Cho dù là bất kỳ lại, từ trẻ tới già, từ hiền tới ác, nó cũng đều có những cái trạng thái dẫn đi là như vậy. Và lại nữa, tâm tham mấy cái trạng thái pháp chân đế này đó, nó không có cần một sự lý luận, nó không cần một sự thiên vị hay là một cái thiên kiến nào. Bởi vì nó là cái pháp tự nó vậy, khi nó phát khởi lên thì nó như là như vậy thôi. Nó không cần phải chúng ta phải lý luận, từ ngữ, tranh luận, tranh bài. Bởi vì khi chúng ta khởi lên cái lòng từ thì cái tâm mình nó là như vậy. Bất cứ ai cũng như có những trạng thái tâm cũng giống giống vậy, hoặc là khởi lên một cái tâm sân thì nó cũng là như vậy. Khởi lên tâm ích kỷ, hay là tâm ngã mạn, hay là tâm keo kiệt bỏng sẻn thì nó cũng là như vậy. Chúng ta không cần phải lý luận cái gì, nó bản chất nó là như vậy, nó là như vậy. Đó là cho nên chúng ta phải để ý vấn đề như vậy. Với cái pháp chân đế này đó, chúng ta khi mà học mình phải tìm hiểu ý nghĩa nó.
trong cái pháp chân đế này nó có ba ý nghĩa. Coi coi nhật quỳnh hay là như gì đó, nguyên như gì đó ghi nhanh ghi ra nha, nó có ba ý nghĩa. Thứ nhất là bất biến, nghĩa thứ nhất của cái pháp chân đế là bất biến, tức là nó không bao giờ thay đổi, nhưng mà nó vẫn là vô thường, nó không có thay đổi bản chất bản thể của nó, nhưng mà nó vẫn là vô thường, vẫn sanh vẫn diệt vẫn như vậy, thì đó gọi là bất biến. Thứ hai là đối tượng của tuệ cao, cái thứ hai, nghĩa thứ hai là đối tượng của tuệ cao, tức là cái pháp chân đế nó là một cái đối tượng để mà phát sanh trí tuệ. Tức là khi mà chúng ta muốn hành về cái pháp mà về thiền quán để mà phát sanh trí tuệ, được phát sanh nâng cao lên để mà đạt được cứu cánh nữa, thì chúng ta phải nắm bắt cái pháp chân đế này, chứ không thể nào chúng ta nắm bắt được pháp tục đế mà chúng ta được có được cái trí tuệ phát sanh được. Cho nên pháp chân đế nó là đối tượng của tuệ cao, nó đưa đến thiền, đưa vô thiền quán, nó đưa đến tuệ giải thoát. Đây là cái chi thứ hai, ý nghĩa thứ hai của cái pháp chân đế. Rồi ý nghĩa thứ ba nó là đệ nhất nghĩa đế. Ý nghĩa thứ ba là đệ nhất nghĩa đế. Ghi ra đệ nhất nghĩa đế. Đúng rồi. Tức đệ nhất là số mẫu, tức là nó là một hạng thứ duy nhất, là một sự thật tuyệt đối, một sự thật là không thể bàn được, không thể tranh luận. Nó tuyệt đối, nó là chủ của chế định. Tức là chính vì do cái những cái pháp cho chân đế này xuất hiện, thành ra tục đế mới xuất hiện, ta mới dựa đó đặt ra này kia nọ, thì như vậy đó là đệ nhất, thuộc loại đệ nhất nghĩa đế, tức là một sự thật mà không thể nào thay đổi được, một sự thật tuyệt đối duy nhất, nó là chủ của chế định. Chúng ta thấy rằng pháp chân đế nó có những cái ý nghĩa này, khi mình học mình mới nắm được cái vấn đề này, thì khi chúng ta bước vào pháp hành thì mình mới thấy được cái đối tượng nào mình cần phải nắm bắt, đối tượng mình nào mà mình không cần phải nắm bắt. Cho nên ở đây là cái pháp tục đế và pháp chân đế mà chúng ta học hôm nay đó, thì chúng ta phải hiểu một cách rõ ràng. Nhưng mà chúng ta phải nên biết hai cái sự thật này đó, là tục đế hay là chân đế, nếu hai cái sự thật này mà mình không khéo léo, mình không có biết cách sử dụng, thì là mình sẽ bị đi vào một cái sự sai lầm trầm trọng. Cho nên mình phải rất là cẩn trọng trong cái vấn đề này. Thì có lúc mình cần phải sử dụng tục đế, có lúc mình phải cần sử dụng pháp chân đế. Chẳng hạn như giờ mình, nếu mà một người nào cái chủ trương là sống theo pháp tục đế thì người đó sẽ rất là đau khổ, rất là thiệt thòi. Như lúc nào mình cũng nghĩ cho rằng đây là ta mà ha, đây là cha ta, mẹ ta, anh em, tài sản gì cũng của ta, cái của mình. Mình cứ cho là như vậy, mình chấp theo cái tục đế thì mình sẽ khổ, bởi vì nó đâu có thật đâu, nó trước sau mình cũng mất. Cho nên chính vì chỗ đó, nếu mình chấp một bên về tục đế thì mình cũng sẽ khổ, rồi mình nếu mình chấp một bên về pháp chân đế không thì lại càng khổ nữa. Lúc nào mình cũng nói là không có ta, không có ngã này kia, lúc nào mình cũng nói là sắc thọ tưởng hành thức, đây là phải là cha ta, không phải là mẹ ta, anh chị em ta gì đó, không có gì đó, tất cả đều là ngũ uẩn. Mình bắt đầu mình không cần hô khe luôn á, ai cũng làm thì làm, muốn sống sao, muốn chết sao chết, thì cái đó cũng lại cũng sai nữa. Cho nên mình phải hiểu cái vấn đề một cách rõ ràng, thế nào, lúc nào, sao sao. Cũng như lúc mình đi hành thiền, giờ mình hành thiền vô pháp hành, giờ mình phải biết viên dung hai thứ, tức là nhị đế viên dung đó, tức là mình phải biết lúc nào sử dụng tục đế, lúc nào cần sử dụng chân đế để mình đi vào pháp, chứ không phải mình cứ nắm cứng một cái là chúng ta sẽ kẹt ở đó. Đây là cái vấn đề mà rất là khó, mà nếu ai làm được cái này thì rất là hay. Ví dụ như mình hành thiền, lúc đầu mình yếu, mình chưa có thể nào mình nắm bắt được pháp chân đế, mà thì mượn tục đế mình tập, mình mượn cái pháp tục đế mình tập, mình mượn những từ ngữ chẳng hạn như niệm Phật, quốc thô, hoặc là mình đếm số 1 2 3 4 5 6, hoặc là mình dùng cái chữ đó, nhưng mà hít vô biết hít vô, thở ra rồi đó, mình dùng từ ngữ, hoặc là phòng xẹp vân vân, thì mình mượn cái tục đế đó để mình nương cho cái tâm mình tương đối, bắt đầu nó an nghỉ yên yên tĩnh xuống ra, rồi lúc đó mình mới dùng vào cái pháp chân đế.
Thì có như vậy mình mới mau tiến bộ, mau tiến hóa trong pháp. Thôi mình cứ bị cứng nhắc một bên hoài là mình cũng kẹt lắm, không có làm được gì. Đó là sơ lược về cái ý nghĩa về cái pháp chân đế là như vậy. Rồi về pháp chân đế này đó, chúng ta đã học chia pháp mình biết rồi không? Thì pháp chân đế này là chúng ta thấy là có bốn pháp. Nói theo một cách khác, pháp chân đế có bốn pháp. Thứ nhất là tâm, thứ hai là sở hữu tâm, thứ ba sắc pháp, và thứ tư là niết bàn. Đó là mình nói pháp chân đế theo cách có bốn pháp: tâm, sở hữu tâm, sắc pháp và niết bàn. Quý vị nắm được không? Ghi ra dùm, ghi ra dùm luôn. Pháp chân đế có bốn pháp: tâm, sở hữu tâm, sắc pháp và niết bàn. Đúng rồi, ok, sao lắm. Rồi bây giờ chúng ta học cái pháp đầu tiên. Thứ nhất là tâm, tức là mình đi vào cái đề tâm. Thì tâm là từ chữ chitta, tức là sự biết cảnh. Tâm là sự biết cảnh, đơn thuần mình hiểu một cách đơn giản, tâm là sự biết cảnh. Rồi mình hiểu nhiều, rất nhiều khía cạnh để chúng ta có thể hiểu được cái chữ tâm này. Tâm là biết cảnh, tâm là thâu bắt cảnh theo các giác quan của mình. Ví dụ như mắt mình bắt cảnh sắc, tai bắt cảnh thinh, mũi bắt cảnh hương, lưỡi bắt cảnh vị, thân bắt cảnh xúc và ý bắt cảnh pháp. Thì tâm nó thâu bắt cảnh theo cái giác quan. Rồi nó suy xét cảnh cũng là tâm. Thì cái tâm mình suy xét cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ, nó nhận định cảnh này, cái nọ, nó suy xét cảnh cũng là tâm. Rồi tâm á, nó có một cái nữa là nó làm nên những cái sự mà khác biệt, những sự sai khác ở trong cái đời sống này. Chính vì cái tâm nên chúng ta thấy đời sống nó có sự khác biệt, chúng sanh khác biệt, sai biệt, những cái nghề nghiệp sai biệt, những cái đời sống khác biệt, rất là nhiều thứ, nhiều loại. Chúng ta thấy là cũng là từ nơi cái tâm, tâm nó làm nên rất là nhiều sự sai khác trong đời này. Chúng sanh nhiều thứ, nhiều loại, nhiều thứ tạo nghiệp khác nhau cũng từ tâm, mà quấn tụ phiền não cũng là tâm. Và cái tôi về tâm là một cái pháp mà phải nói là nó là một cái sự diễn tiến là cực kỳ nhanh, nó rất là nhanh. Đức Phật nói một cái búng móng tay, một cái khảm móng tay mình đã đi, mình đã hàng. Thì quý vị tưởng tượng tâm là một cái gì đó mà nó có một cái tốc độ là nhanh nhất, không có một pháp nào trên thế gian có thể so sánh được với tâm. Do như vậy tâm là nó là nhanh tới mức độ mà nhiều khi chúng ta lầm tưởng á. Chính vì lầm tưởng đó là một lúc mình có thể biết được nhiều thứ, một lúc mình có thể nắm bắt được nhiều cảnh, một lúc mình có thể làm được nhiều việc. Chẳng hạn như chúng ta thấy một người chơi piano, ngồi lên đàn piano hai tay họ làm liên tục, họ đàn liên tục như vậy đó, rồi mắt họ nhìn, lỗ tai họ nghe trong một lúc như vậy, liên tục như vậy với nhiều thứ. Thì mình nghĩ là chắc một lúc cái tâm có thể làm được nhiều việc, nhưng mà không phải như vậy, bởi vì cái tâm nó quá nhanh. Mình không thể nào mình hiểu được. Cho nên cái vấn đề này chúng ta phải cần phải hiểu được, phải có tri kiến về vấn đề này, để mà khi chúng ta đi vào cái thiền quán á, mình mới hiểu được. Mình không dụ mình nó nói này nói kia, nó làm đủ thứ chuyện trên đời á, thì mình sẽ rất dễ bị nó gạt. Cho nên phải hiểu là tâm nó cực nhanh, và đến nỗi là mình dễ bị là hiểu lầm về nó. Và chúng ta nên biết một cái căn bản nữa, tâm á, mỗi một tâm á, nó chỉ biết một cảnh thôi, không thể nào hai cảnh được. Đây là cái điều mình phải hiểu, tâm nhanh cực kỳ nhanh và chỉ biết một cảnh. Mỗi một tâm chỉ biết một cảnh. Tâm nó cũng có những cái đặc biệt thù thắng đó. Nó chạy rất xa, vậy nó chạy bất kỳ nơi đâu tâm mình mà. Ví dụ như giờ cô Nhật Quỳnh, hay là Như Quỳnh, hay là Nguyên Như vậy, Nguyên Kha Trang, vân vân vân,
ngồi ở bên Mỹ đó, mày nghĩ tới Sài Gòn cái là cái tâm mình nó tới Sài Gòn, nhớ nhà nhớ anh em ở Sài Gòn, tâm mình nó chạy rẹt là nó thấy được những cảnh liền. À, thì tâm mình nó có thể chạy bất kỳ nơi đâu, nó đi rất là xa, nó đi rất là nhanh mà trong tích tắc là mình có thể bắt được cái cảnh lên. À, thì đó là tâm nó chạy, chạy xa. Và có một điều đặc biệt nữa là tâm nó luôn luôn là đơn độc. À, tâm không bao giờ mà đi chung với nhau được hết, hai cái sắc na tâm không bao giờ chung với nhau, cho nên tâm luôn luôn là đơn độc, nó sanh từng sắc na một, sanh lên nó diệt, sanh lên nó diệt, sanh lên diệt mất. Do như vậy tâm là luôn luôn ở trạng thái đơn độc, không có mà đi chung. À, chúng ta đây là cái đặc biệt của cái tâm. Rồi cái nữa, tâm á, nó không có hình tướng, nó không có tướng trạng tròn vuông đen trắng này kia vân vân, như là sắc pháp. Tâm không có hình tướng, tâm nó vô hình vô tướng. À, chúng ta phải hiểu như vậy, tâm nó không có hình tướng, không có cái như là sắc pháp. À, nhưng mà nó có tướng trạng. Nó này đây là cái đặc biệt nhiều người ta lầm tưởng, ủa tâm cũng có tướng trạng. À, có nhưng không có, nó không có hình tướng như sắc pháp thôi, nó không có hình tròn dài hình cầu, không có cái hình tướng chế định giống như nãy gì nói đó, thì nó không có những hình tướng đó. À, nhưng mà nó có tướng trạng đó. Tôi thí dụ như bây giờ tâm sân, tướng trạng của tâm sân là gì? Tướng trạng của tâm sân là nó có một cái tướng trạng là à, mình nói mình dùng cái từ gia đình mà hiểu, tức là nó thể cái gì đến với nó mà nó sân là nó muốn đập phá, nó muốn đập đổ, nó muốn hủy diệt đối tượng, thì tướng trạng của tâm sân là đập phá, là hủy diệt. Còn tướng trạng của tâm tham là nắm lấy, giống như cái bàn tay chúng tôi rồi, nó có thí dụ chụp lấy đối tượng kéo về với mình lại, thì cái tướng trạng của tâm tham là nắm lấy đối tượng kéo về với mình để mà giữ lấy, để nắm lấy, để mà hưởng thụ lấy. Thì như vậy đó là cái tướng trạng của từng loại tâm, nó có một tướng trạng khác biệt riêng biệt nhau. À, mặc dù nó không phải là chất, nó không có hình tướng như sắc pháp, như là tròn vuông đen trắng, không có tướng trạng trong đó, nhưng mà nó có một cái trạng thái riêng biệt của nó, của từng loại tâm đó. À, đó là cái, ví dụ như là không có hình tướng, không có như sắc pháp là như vậy. Rồi thêm một về cái nơi mà ẩn từ sắc pháp mà sắc y vật cho nó nằm cho nó đó. À, những sắc y vật này là chỗ, thì đó là những nhà chú đưa ra vấn đề, thì chúng ta thấy là cũng ghi nhận là như vậy, nhưng mà cái này mình chưa ai có thể xác định được cái này. Nhưng mà trong kinh Đức Phật có nói, à, ngài không nói là ở nơi nương trái tim, mà Đức Phật nói là y cứ nơi sắc pháp mà tâm nương. Cái câu này nó bao trùm, câu này rất là tuyệt vời. Đức Phật trả lời câu này thật sự là quá tuyệt vời. Nếu mà mình nói ra ở một trong trái tim không á, thì người ta nói những người mà ta mổ tim thì sao? À, là mổ lấy trái tim ra thì tâm chỗ đầu nương. À, thì cái vấn đề này mình hãy suy xét, vấn đề nó y cứ nơi sắc pháp mà tâm nương, tức là khi mà cảnh nó đến, chẳng hạn như cảnh sắc nó đến với con mắt của mình, cảnh sắc nó đi vào con mắt mình rồi tiếp xúc quán căn của mình, thì nhãn thức nó bắt đầu nó sạch lên, nó nương ở đó, thì tâm nhãn thức nương ở nơi con mắt chứ không nương trái tim. À, bởi vì đối với cái cảnh đó là cảnh sắc thì tâm nhãn thức nó nương ở con mắt, với âm thanh thì tâm nhĩ thức nó nương ở lỗ tai. À, rồi đối với lỗ mũi thì tâm tỷ thức nó nương ở đó để nó ngửi mùi, vân vân. Thì chúng ta thấy là tâm nó nương nơi sắc pháp, chỗ nào à, có sắc pháp thì tâm nó nương đó. Nhưng mà riêng đặc biệt đối với cái mà ví dụ pháp thấy được cái vấn đề này, đối với cái cõi mà vô sắc, tức là những vị mà tu thiền vô sắc,
và đắc thiền xong ta sanh lên cõi vô sắc, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi hữu xứ, thì những cõi này không có sắc pháp, nó không có như chúng ta không có sắc pháp. Thì như vậy tâm nướng đâu, thì cõi sắc, cõi vô sắc này tâm nó tự nó sanh lên, có nương lấy nó có tự nó sống như vậy, sống bằng cái thiền. Như vậy cõi vô sắc này, quý vị đang rất là nhiều cái vấn đề mà chúng ta đi vào vi pháp mình sẽ thấy nhiều cái mà thời bữa nay anh khoa học về tân tưởng này này. Rồi có một cái cõi nữa, cái này nó lạ này, tử chất vô tưởng, là sanh một đống thời giống như một đống thịt nằm đó, thì cõi đó kêu là cõi vô tưởng, cõi nó không có tâm, chỉ có sắc pháp nó sanh đó thôi. Thì đây là cái vấn đề, nhiều cái vấn đề mà ngày hôm nay chúng ta thấy nếu mà không có Đức Phật thì những cái sự này nó trở thành một gì đó giống như là huyền thoại, một cái gì đó giống như là chuyện cổ tích, gọi là chuyện mà nhưng mà thật sự khi chúng ta học nó thấy những cái pháp rất là thầm kín, rất là sâu sâu thẳm mà Đức Phật trình bày. Và dạy cho chúng ta. Rồi lại trở lại với cái việc thì tâm chúng ta đã biết là như vậy ha. Thì về ý nghĩa của tâm thì có bốn ý nghĩa của tâm. Cái này ghi ra bốn ý nghĩa của tâm. Thứ nhất là trạng thái, thứ nhất là trạng thái và biết cảnh, biết cảnh sắc thinh tương vị xuất pháp là trạng thái của tâm là biết cảnh. Rồi thứ hai về phận sự, phận sự của tâm là nó dẫn dắt sở hữu tâm tâm sanh chung với nó. Thì được con ghi kịp không? Phận sự là dẫn dắt sở hữu tâm, là sự thành tựu. Sự thành tựu của tâm là nối liền không gián đoạn, là nối liền không gián đoạn, tức là tâm sanh diệt, sanh diệt liên tục không có mà không gián đoạn, tức là thành tựu của tâm nó làm như vậy, tức là nó nối liền không có gián đoạn. Đúng rồi. Và cái thứ tư là nhân cần thiết của nó là phải có danh sắc và cảnh, phải có đầy đủ vấn đề này. Tâm nhân cần danh và cảnh, là cái tâm dục giới, thứ hai là tâm sắc giới, thứ ba là giới,
là đúng rồi, đó là tâm phân là bốn loại. Thì chính vì chúng ta học chúng ta thấy được á, tâm nó có bốn cái loại như vậy đó. Nhất là dục giới, thứ hai là sắc giới, thứ ba là vô sắc giới, là siêu thế. Thì qua bốn loại này chúng ta thấy rằng có những cái cảnh giới phải phù hợp với khổ dục giới thì nó thuộc về dục giới. Còn những người mà người ta thuộc về cảnh giới dục giới, tức là người ta đã vượt lên trên tu đắc thiền sắc giới sau thì phải có thì đó là cảnh cõi trời, thuộc về cõi trời, trời sắc giới. Và đây mình sẽ hiểu được ồ, ra là những cảnh giới, những cõi trời đó là nó là hiện hữu trong thế gian này, nó không phải là không có, nó đầy đủ hết, không thiếu rồi. Khi học tâm sắc giới thì phải có cõi sắc giới, tâm vô sắc giới phải có cõi vô sắc giới để có chỗ để người ta trú xứ. Tâm siêu thế giới, tâm là vượt ra ngoài cả tam giới luôn. Có ba giới là phải có một cái nó phải ra ngoài khỏi tam giới luôn. Thì như vậy chúng ta đã học được có bốn loại tâm, bốn mà để nó hoạt động. Thì như vậy là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế giới. Thì như vậy đó là chúng ta biết được như vậy. Rồi bây giờ lấy cái đầu tiên mình học là tâm dục giới. Tâm dục giới bắt cái số 1 học trước ha. Tâm dục giới tâm dục giới tâm là biết à, tâm là biết cảnh, mình học là dục giới là cái giới thuộc về lãnh vực, thuộc về liên hệ tới dục. Thì tâm dục giới là tâm biết cảnh về dục giới, biết cảnh về dục sắc thinh hương vị xúc thuộc về dục, hoặc là nó nương sanh người mà thuộc về dục giới. Người sanh dục giới thì có những cái tâm thuộc về dục giới, hoặc là cái dục giới tức là tâm dục giới là tâm biết và lưu chuyển trong cõi dục giới. Là thuộc giới trong cõi dục giới này đó, chẳng hạn như những người trong cõi dục giới này mà tu thiền, ta đắc thiền hay là gì đó, hoặc là người ta có thể biết được những cảnh ngoài dục giới, ta có thể là bắt được những cái trạng thái thuộc về cảnh sắc giới, cảnh vô sắc giới và cảnh siêu thế. Những người ta đắc thiền sắc giới, đắc thiền vô sắc giới, đắc thiền siêu thế, ta đắc được trạng thái niết bàn chẳng hạn, thì người ta biết được cảnh ngoài luôn cả dục giới, mặc dù họ có dục giới thì là một cây, nhưng mà mình cũng có thể đi qua cảnh giới khác mình chơi. Ví dụ như ở Việt Nam mình đi Mỹ đi này cái mình dẫn, nhưng mà mình là người Việt Nam, nó là như vậy. Ví dụ như người Việt Nam mình sống lưu vong khắp thế giới này. Mình qua Mỹ sống, qua Pháp, qua Đức, qua Anh sống là mình nói ngôn ngữ của thế giới, nói ngôn ngữ của người ta, nhưng mà quy tụ là mình cũng là người Việt Nam, thì nó là như vậy. Thì người dục giới dù cho có đắc thiền đắc này kia nhưng mà vẫn phải gọi là người dục giới, bởi vì thuộc về phạm vi của người dục giới. Đó là vấn đề là tâm dục giới như vậy. Rồi tâm dục giới có mấy loại, quý vị nói thử coi. Dục giới có mấy loại? Chị pháp lại quên rồi. Tâm dục giới có, giờ chia từ cái nữa nha, mấy? Sao bốn tao ghi ra coi. Chừng một rồi. Đặt 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 lại cho làm lại nữa, động động não lên, tập động não lên. Liên quan có ba đâu, ghi ra coi, ghi ra coi.
Ghi gọn cái coi, ai ghi gọn cái rồi giờ có mấy chia ra ghi đó rồi. Nhân và một giới tình ảo. Bây giờ trước tiên chúng ta học về tâm bất thiện, tâm bất thiện, kusala, tâm bất thiện. Tâm bất thiện, bất là không, thiện là tốt đẹp. Tâm bất thiện tức là tâm không tốt đẹp, đúng không? Bất là không, thiện là tốt đẹp, bất thiện là không tốt đẹp, đó là tâm thuộc loại tâm xấu, tâm bệnh hoạn, tâm dơ bẩn, tâm tạo ác nghiệp, tâm nhấp nhúa, vân vân vân, những cái trạng thái, những từ ngữ nào để mà diễn đạt lên cái sự mà bất thiện pháp của nó, thì vậy được gọi là tâm bất thiện. Tâm bất thiện người ta còn có năm cái nghĩa, cho nó gọn lại là có năm nghĩa. Thứ nhất là bệnh hoạn, thứ hai là bất mỹ, thứ ba là không khôn khéo, thứ tư là tội lỗi, và thứ năm là cho quả khổ. Tức là năm ý nghĩa của cái tâm bất thiện, tức là bệnh hoạn nè, bất mỹ là xấu, bất mỹ, không khôn khéo, tức là không có khôn khéo, không khéo léo, không hướng tâm khéo léo, đưa tâm đi với trạng thái xấu, và không khôn khéo, rồi tội lỗi, là gây nhiều tội lỗi và cho kết quả đau khổ về sau. Thì vậy đó là năm ý nghĩa của tâm bất thiện. Này, xin quên ghi đây luôn, có năm nghĩa là bệnh hoạn, bất mỹ, không khôn khéo, tội lỗi, cho quả khổ. Bệnh hoạn, bất mỹ, không khéo, tội lỗi, cho đúng rồi, đó là năm cái ý nghĩa của cái tâm bất thiện. Thì khi mình đọc năm cái này đó thì mình suy xét cái vấn đề đó, thì cái tâm bất thiện này đúng là thật như vậy, đó là tâm bệnh hoạn, tham lam ích kỷ sân hận si mê ganh tị bỏn sẻn, rồi đủ thứ chuyện trên đời ha. Thì tâm bệnh hoạn. Thứ hai là bất mỹ, tức là tâm không có đẹp, tâm xấu. Tâm thuộc về nhớp nhúa, dơ bẩn, bất mỹ, không khôn khéo, tức là nó không có khéo léo, nó không có khéo tác ý, nó không có hướng tâm cho nó được hoàn mỹ, cho hướng tâm cho nó trở thành không bệnh hoạn, nó không có khéo léo là nó thấy cái gì rồi nó chiều theo cái bản năng nó sống, nhiều thấy đẹp là khởi tâm tham, thấy ngon là khởi tâm tham. Vâng vâng vâng, thì như vậy nó hướng tâm không có khéo léo, rồi thứ tư nó gây nên tội lỗi, nó tạo nên những cái nghiệp là do cái tâm bất thiện này, nó gây nên những cái tội lỗi như là sát sanh trộm cắp tà hạnh, nói dối nói láo, rồi nói đâm thọc, nói chia rẽ, rồi hại người hại đời, đủ thứ chuyện cái đời này, rồi tranh chấp quyền lực, đủ thứ để mà giành giật, để mà thỏa mãn những cái tâm bất thiện này, thì nó tội lỗi, nó là nhân cho quả khổ, và cuối cùng là nó cho kết quả đau khổ về sau, trong kiếp sống hiện tiền hoặc là cho những kiếp kế kế. Thì đó là ý nghĩa, năm ý nghĩa đó. Về thì khi mà mình suy xét như vậy á, mình
nghĩ, mình nghiệm, mình niệm cho nó thấm nhập vào trong tâm mình những cái pháp này đó, để khi mà tâm mình nó khởi lên, nó muốn thực hiện những cái pháp đó, nó muốn hành động những cái pháp đó, nó muốn nói lên những cái pháp đó, thì chúng ta nhờ có sự học, nhờ có cái pháp học này, mình ngăn chặn được những đường đó, à, mình thấy liền đó. Mà giống như cái tâm bất thiện này nó cũng có cái hay ngộ lắm. Ví dụ như quý vị mà biết nó rồi đó, dù mình biết tham lam là xấu, à, thì khi mình thấy gì đó mình khởi lòng tham lên, à, nhưng mà khi mình biết mình thức tỉnh lại kịp, à, mình tỉnh thức kịp mình nhìn cái tâm, à, mình nhìn nó là tham hả, thì khi mình nhìn thấy tham hả thì nó biến mất, à, nó trốn liền mắc cỡ, giống như cái bông mắc cỡ, à, cái hoa mắc cỡ mình đụng vô cái co, đụng cái co, thì cái pháp bất thiện nó cũng vậy. Khi mình mạnh, mình thấy pháp, à, mình thấy nó vừa sanh khởi, mình nhìn được nó, mình nhìn vô mặt nó, nhìn thẳng nó sợ nó sẽ biến mất. À, đây là cái tuyệt vời của cái chỗ mà chúng ta học pháp mà dụng pháp là cái chỗ này. À, ví dụ như giờ mình nhìn thấy một người nào nó giàu sang, à, phú quý, đi xe hơi ra, cái đi Mercedes ha, ra đi Lexus rồi chạy, thấy cái tầm ganh tị mình sanh. À, cái tâm ganh tị mình ích kỷ, tâm ganh tị mình nó sanh lên, lập chảnh hay bày đặt ha, làm như ngon đi xe, thì cái tâm mình nó khởi lên cái hay là cái tâm ích kỷ, cái tâm xấu nè, cái tâm bệnh hoạn, cái tâm không có khôn khéo, cái tâm tội lỗi. Thì khi mình biết được như vậy đó, mình nhìn ngược lại chính mình, nhìn vô cái tâm đó thì nó co rúm, cái tâm nó co rúm lại, à, nó biến mất. Thì đây là cũng là một cái được pháp thành tựu, được thắng được những cái ác pháp, à, và như vậy chúng ta sẽ đem đến hạnh phúc liền ngay trong cái hiện tại, à, ngay trong cái đời sống này. Mặc dù chúng ta đừng có nghĩ là pháp học mình không áp dụng được, áp dụng được liền tất cả quý, khi mình thuộc bài, mình nhớ bài, mình áp dụng ngay trong đời sống, từ cái đi đứng nằm ngồi, tiếp xúc giao tiếp đời sống hàng ngày, à, chúng ta đều có thể áp dụng được hết, bởi vì nó nằm trong tâm của mình, à, các pháp nó đã đi vào trong tâm mình. À, nó là như vậy. Rồi, à, chúng ta thấy rằng, à, à, nói về cái trạng thái tâm bất thiện này đó, thì khi chúng ta nói về năm ý nghĩa này, bệnh hoạn, bất mỹ, không khôn khéo, tội lỗi và cho quả khổ như vậy, thì nói một cách khác là tâm nào nó có câu hữu với các pháp bất thiện, tức là những tâm nào nó có câu hữu, nó có dính mắc, nó có câu dính, nó có là đồng sanh chung với những cái pháp bất thiện á, thì căn đó thuộc, thì phát tâm đó được gọi là tâm bất thiện. À, chẳng hạn như cái tâm nó sanh lên, à, tâm thì vốn dĩ tâm á, nó chỉ là sự biết cảnh thôi, nó chỉ là sự đơn thuần là nó biết thôi, nhưng mà khi nó câu hữu với tham, nó câu hữu với sân, câu hữu với ganh tị tật đố này, thì nó là tâm bất thiện, được gọi là tâm bất thiện. À, nhưng mà thấy không? Đây là cái vấn đề mà chúng ta, à, cần phải để ý, cần phải nắm bắt này để học về sau này, mình càng học nhiều và mình sẽ hiểu rõ. Bởi vì tâm á, không phải tự nhiên nó tham đâu, tâm bản chất cái tâm đó là đơn thuần trong sáng, tâm nó chỉ là sự biết cảnh một cách đơn thuần, à, không hơn không kém, à, nhưng mà nó tốt hay nó xấu là do nó câu hữu với những cái pháp bất thiện hoặc là câu hữu với những pháp thiện, thì nó được gọi là những cái loại tâm đó. Dạ, thấy sự chỉ tâm vào cái lễ sự chỉ tâm à. Rồi, đó là năm cái ý nghĩa mà chúng ta học về tâm bất thiện. Rồi, khi mình hiểu ý nghĩa là mình phải tìm nhân sanh đó. Thì có năm nhân sanh pháp bất thiện. À, năm nhân sanh bất thiện. Ghi liền, năm nhân sanh pháp bất thiện nè. Năm nhân sanh pháp bất thiện. Nhất á, là phi như lý tắc ý. Phi như lý tắc ý, à, đọc từ từ cho nghe cho quen những cái âm này, cái danh từ này. Phi như lý tắc ý, đúng rồi, à, phi là không, như lý tắc ý là mình tắc ý đúng pháp, mà phi là không đúng pháp, tức là mình tắc ý không có đúng theo pháp. Mình suy nghĩ, à, lúc nào mình khởi cái tâm suy nghĩ là cũng bị là dính vô tham sân si, dính vô tà kiến, dính vô này, thì đó là phi như lý tắc ý, là một
trong những nguyên nhân làm sanh pháp thể. Vì nắm được này không? Phi như lý tác ý, tức là không khéo tác ý, tức là tâm mình nó không khéo hướng tâm cho đúng pháp, hướng tâm cho theo thiện pháp, mà nó đi hướng tâm theo pháp bất thiện, hướng tâm theo chiều tham, chiều sân, chiều si, hướng tâm như vậy thì gọi là phi như lý tác ý. Chẳng hạn như giờ, ví dụ như là Nguyên Trang thấy một cái bánh bánh ngọt đẹp ngon, thì khi mình thấy cái bánh vậy đó, mình không có tác ý đúng pháp mà mình khởi tác ý theo là tà pháp, tức là mình khởi khởi tâm ồ ngon quá, đã quá, ước dạng được cái bánh này, thì mình khởi tác ý theo cái chiều hướng là thuộc về tâm tham, thì như vậy đó là mình không khéo tác ý, mình phi như lý tác ý không đúng pháp để cho tâm nó hướng về pháp bất thiện. Hoặc là minh tâm nha, thấy cô gái đẹp nó khởi tâm tham sanh khởi, thì mình, hai gì mình phải khởi tâm theo thiện pháp, tức là ồ cô này vậy nhưng mà thực sự nó vô thường, trước sau cũng già cũng chết, thì mình khởi đúng hướng thì tâm thiện nó sanh khởi, còn mình khởi sai hướng thì tâm tham sân si nó sanh khởi. Thì như vậy là không là phi như lý tác ý thì được gọi là không khéo tác ý. Rồi cái thứ hai, nguyên nhân thứ hai mà sanh pháp bất thiện không nên ở, cái nguyên nhân thứ hai là trú xứ không nên ở. Đúng rồi, trú xứ không nên ở, tức là cái chỗ ở, cái trú xứ, cái chỗ nào mình đến mình ở đó, mà cái chỗ đó nó làm cho cái tham chưa sanh nó được sanh, mà cái tham mà đang sanh nó lại lớn mạnh lên nữa, thì cái trú xứ đó, đó mình không nên ở. Hoặc là cái trú xứ đó vô ở chỗ đó là phát sanh những phiền não, phát sanh những cái thói hư tật xấu, nó ngủ ngầm trong tâm, giờ nó bộc phát lên, chẳng hạn như ngồi tám, ngồi lễ đôi mắt, rồi chỗ đó là phát sanh ra sự ganh tị, ích kỷ, bỏng sẻn, vân 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 vân, thì đó là cái trú xứ mà chúng ta không nên ở. Khi mình ở những chỗ nào mà nó cứ mình để ý rồi mình thấy nó làm cho những cái thiện pháp chưa, những bất thiện pháp chưa sanh nó sanh, mà những thiện pháp sanh nó bị tiêu diệt, thì cái trú xứ đó là không nên ở. Trú xứ nó tìm cách bán nhà dọn đi là vừa, ở đó lâu ngày mình cũng thành quỷ luôn ha. Thì trú xứ đó là nguyên nhân là sanh là phóng tiền. Rồi ai mà ở đâu cạnh mấy chỗ mà chơi hát karaoke nhậu nhẹt có ngày thì cũng nên bán nhà dọn đi là vừa rồi ha. Thứ ba là thân cận phi hiền nhân. Cái nhân thứ ba sanh pháp thiện là thân cận phi hiền nhân, tức là mình gần mình thân cận những cái người mà người ác thôi, không phải là người hiền. Phi hiền nhân là phi là không hiền nhân, mà những người hiền là thân cận những người mà ác, những người mà xấu, những người sống trong những ác pháp, có ngày là ăn chơi nhậu nhẹt bài bạc, đủ thứ chuyện đó, là thì mình thân cận những người đó. Hoặc là mình thân cận những người là thích ngồi lê đôi mắt, thích ngồi tám chuyện người này, nói chuyện người kia, là chê người này, chỉ trích người kia, vân vân, thì mình cứ thân cận người đó thì trước sau mình người ta thôi. Mình đừng có nói là mình hay nha, mình không có đâu, không có đơn giản như mình tỷ đâu, thì cỡ nào cỡ, chỉ trừ khi là mình thánh nhân thôi, chứ mình còn phàm nhân, ở một ngày hai ngày có gì lâu ngày là mình cũng đi theo ta luôn. Cái ác luôn luôn là nó mạnh, nó mình tiềm năng nó có sẵn trong mỗi chúng sanh mình, phàm phu mà những ác pháp nó có sẵn, giờ gặp đúng cơ hội là nó bộc, nó phát lên, thì như vậy là không không được, là này không xong. Thì cho nên cái thứ ba là thân cận phi hiền nhân, là điều này là nguyên nhân gây nên những cái pháp bất thiện phát sanh. Phải nên để ý cái này, học thuộc bài nhớ, đụng chuyện là phải tránh xa lên, không nên ở lâu, chẳng hạn như gần người nào mà cứ xúi dục mình đi quýnh bài, ngồi xè như là mấy cô mấy bà sáp vô quýnh tứ sắc chẳng hạn, thì chỗ này là không được, không có thân cận người đó. Nguy hiểm lắm. Rồi cái thứ tư là ít tạo phước ở đời trước. Thứ tư là ít tạo phước ở đời trước.
Tức là ở những cái kiếp trước rồi những kiếp trước trước nữa đó là mình ít cái tạo phước lắm, mình là biến tạo phước, không có siêng năng làm việc phước, và lại đã không không có tạo phước rồi mà còn tạo nhiều ác nghiệp nữa, tạo nhiều chánh pháp bất thiện. Thì do như vậy trong cái bất thiện pháp thì nhiều, thì như vậy nó là cũng là những cái tiềm năng, những cái mầm mống để cho pháp bất thiện nó sanh một cách mau chóng. Đó, cái thứ tư, ít tạo phước. Cho nên bây giờ mình phải tạo phước. Khi mình học được cái này rồi mình biết tại vì mình ít tạo phước trong đời trước những pháp bất thiện nó dễ sanh. Cái tham mình cũng dễ sanh, cái sân mình cũng dễ sanh. Có nhiều người mới giờ nói tới thôi là nổi sân liền. Có nhiều người là rất là nhạy bén. Trong cái do gì cái đời tạo ác bất thiện pháp nhiều. Cho nên bị như vậy. Bây giờ cố gắng tu tập nhiều vô, cố gắng tạo phước, hành thiện nghiệp hơn thế. Mỗi một giọt nước nhỏ một ngày nào đó cũng sẽ đầy ly. Thì như vậy đó là nguyên nhân thứ tư là do ít tạo phước một đời trước. Rồi cái thứ năm là lập trường không chân chánh. Tức là người mà không có lập trường, người không có cái lập trường đúng đắn, ai nói sao hùa theo vậy, rồi theo nhất là theo những cái xấu, những cái đường lối sai lệch, tập quen hư thói hư tật xấu, là cái lập trường của mình nó không có vững chắc, lập trường mình không có sáng sủa, lập trường là của những người hạ liệt luôn luôn là sai lệch. Do như vậy là nó đưa đến những cái pháp bất thiện càng lúc càng lớn mạnh, là không có tốt đẹp, không có đem lại sự lợi lạc cho cái đời sống. Qua cái vấn đề này chúng ta thấy là năm cái nhân sanh bất thiện này đó, mình phải để ý, phải thuộc, phải nhớ. Mình không như lý tắc ý là cả một cái vấn đề mà chúng ta cần phải tu tập, chứ không phải chuyện dễ. Muốn khéo như lý tắc ý chúng ta phải cần phải để ý, cần phải thức tỉnh. Bởi vì khéo như lý tắc ý là vô đi sô manasikara là nhân để sanh trí tuệ. Cho nên mà mình mà có được cái khéo như lý tắc ý, trí tuệ nó sanh rất là nhanh lẹ. Mình tập từ từ quen trí tuệ nó phát sinh. Còn mình không, mình cứ buông lỏng, mình cứ để cho cái tâm mình hãy thấy gì bắt đó, thấy gì bắt đó, nó cứ theo cái chiều, theo cái tâm mình không có đúng như lý tắc ý, thì đời mình nó coi như là bước đi sống buông lung, sống theo những ác pháp, thích ăn, thích là ngủ, thích là chơi, thích là sống thỏa thích theo bản năng, giống như là sống theo dục vọng. Thì như vậy là không được, đời sống như vậy là đời sống không phải của một người có trí tuệ, không phải của một người có sự tu tập. Thì cái nhân thứ nhất là mình phải để ý vậy. Nhân thứ nhì là trú xứ không nên ở, là phải biết cái chỗ này, cho tận dụng cái chỗ này, chỗ nào cần phải nên ở, chỗ nào không không nên ở, phải hiểu, phải nắm rõ. Rồi thân cận những bậc phi hiền nhân người mà không có giới đức, không có giới hạnh, những người mà sống kỹ, sống tự ích kỷ, sống mà theo những cái quan niệm của cái đời sống hiện thực, hiện sinh, hiện sống là chỉ biết hưởng thụ sống này nọ, thì chúng ta thân cận người đó là chúng ta khổ đời thôi. Rồi thì chúng ta nếu mà thiếu phước thì mình phải cố gắng tạo nhiều thiện phước vô đời sống này, mình phải cố gắng làm càng nhiều càng tốt. Rồi cố gắng tạo cho mình có một cái lập trường chân chánh, đúng pháp, là cái sống đúng pháp, không có để bị cuốn theo chiều gió, không có để bị ảnh hưởng bởi những cái tà pháp. Thì đó là nói sơ lược về cái pháp bất thiện, cái tâm bất thiện đó là như vậy. Rồi cái tâm bất thiện có mấy loại, cái bài tâm bất thiện có mấy loại, tâm bất thiện có ba. Đúng rồi, ba là tâm tham, tâm sân, tâm si, và ba pháp đơn giản ha. Ba pháp: tâm tham, tâm sân, tâm si. Rồi
tham là một cái trạng thái tâm là ham muốn, trạng thái tâm bám víu đối tượng, trạng thái tâm muốn thỏa thích, thỏa mãn về sắc thinh hương vị xúc, đó là cái trạng thái của tâm tham. Tâm sân là sự nóng giận, sự bất bình, sự khó chịu, sự ganh tị, sự muốn thiêu đốt, muốn phá hủy đối tượng, vân vân, thì gọi là tâm sân. Ngược lại tâm tham, tâm tham thì muốn đưa vô, tâm sân thì muốn đẩy ra, hai cái nó nghịch lý nha. Tham mà không được thì nó sân, bây giờ thấy không? Bởi vì chính vì mình tham mình mới sân, tham càng nhiều sân càng dữ. Do như vậy mình phải để ý những cái pháp này, và tham sân này nó phát sanh cũng do cái thằng si, đó là cái thằng mê muội, thằng mê mà chính vì sự u mê ám chướng này nó mới làm cho chúng ta bị tham sân. Sân si là ba pháp căn bản, ba cái pháp cội rễ của những ác pháp. Là tâm bất thiện có ba cái pháp như vậy, là tham, sân và si. Rồi học về cấu thành tâm tham có tám, sự cấu thành tâm tham có tám, tức là tâm tham được cấu hợp, được kết hợp thành để thành tựu được, nó có thể sanh khởi được thì có tám loại, chứ không phải một nha. Và không phải tưởng tham gì cái một rồi, phải Đức Phật chỉ tuy chỉ cho chúng ta tỉ mỉ từng chút để chúng ta hiểu rõ được như thế nào, như thế nào là tâm, như thế nào là sao sao, thì chúng ta phải hiểu rất rõ đó. Thì có như vậy kìm đi vào pháp hành mình mới thấy được, hiểu được nó một cách chính xác. Rồi cấu thành tâm tham có tám. Thứ nhất là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trật. Đó là tâm thứ nhất. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trật. Đúng rồi. Cái số 2 thì cũng giống vậy thôi, nhưng mà nó khác cái chi cuối cùng là hữu trật. Tức là tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trật. Hữu là có. Tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trật. Rồi, đúng rồi. Số 3 là tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợt. Nó khác cái chỗ này, thay vì hợp tà giờ nó thành ly tà. Tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợt. Đúng rồi. Số 4 là tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợt. Số 4. Bốn, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợt. Rồi số 5, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợt. Nó khác cái thọ hỷ và nó thọ xả. Tâm tham thọ xả hợp tà vô trợt. Số 6 là tâm tham thọ xả hợp tà nhưng mà nó hữu trợt. Khác chút xíu đó. Tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ. Số 7 là tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. Số 8 là tâm tham thọ xả ly tà hữu trợt. Số 8 là tâm tham thọ xả ly tà hữu trợt. Rồi, đúng rồi. Đó là sự cấu thành của tâm tham có 8. Cái này là học, cái này là chúng ta phải cố gắng học thuộc lòng nha quý vị, phải tập thuộc lòng, phải tụng thiệt là thuộc, giống như thay vì mình ngồi thiền mình ngồi mình tụng này chứ. Tham có tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Đó, mình tập tụng liên tục không dứt, tụng thuộc lòng chứ, là tính gì tính ha, thuộc được rồi mình đi vô ý nghĩa rồi bắt đầu mình mới
tập quán tâm, quan sát khi đời sống mình nó có những cái trạng thái tâm nó sắp lên mình biết, thì bước vào cái vấn đề quán tâm. Thì giờ chúng tôi sẽ phân tích sơ về cái tám loại tâm tham này để rồi đi tới chúng ta học chi tiết hơn, học nhiều quá điên mất tụng luôn này chứ, tụng tụng hết lên tụng kinh tụng cho từ đầu cuối cho thiệt là ngọt. Rồi bây giờ tâm tham thì mình phân tích ra là về một cái tâm trước đây, một cái đầu tiên số một là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trạch. Mình tích sơ lược thôi nha, là người thấy rồi mình mới vô tiếp nè, để cho nó bớt căng thẳng, như học nhiều quá khùng luôn. Học cái này từ từ giống như cháo nấu từ từ nó cũng nhừ ra. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, đúng rồi. Bây giờ mình chia ra từng phần. Tâm tham là một nè, thọ hỷ là hai nè, hợp tà là ba, vô trợ là bốn. Chia là bốn cái vấn đề như vậy. Tâm vi cảnh tham có sự ham muốn, tức là tham trong cái tâm mình khởi là một tâm có trạng thái ham muốn, trạng thái thỏa mãn, trong một trạng thái tâm là bám víu đối tượng, muốn thỏa thích với đối tượng, thì cái đó là tâm tham. Tâm được dễ hiểu ha, tức là chúng ta ví dụ giống như hồi nãy là mình ví dụ như mà một cái bàn tay mà thò ra vậy đó, nhiều thấy một cái món vật gì ngon, thấy cái gì đẹp ha, là cái giống như cái bàn tay thò ra nó chụp kéo về lại, vậy tâm tham nó vậy đó, nó muốn chụp lấy đối tượng, muốn nắm bắt đối tượng, kéo về với mình, muốn nắm giữ với mình, thì được gọi là tâm tham, đúng chưa, nắm được không? Rồi thọ hỷ, thọ là gì? Thọ là cảm giác, là sự cảm thọ, sự giống như mình có những cái trạng thái tâm mình có những cái cảm giác này cảm giác kia, như lúc vui lúc buồn, lúc không vui lúc không buồn, hay là lúc mà cô đơn, lúc mà này kia nọ, những cái cảm thọ phát sinh rồi thì đó là thuộc về cảm giác, cảm thọ, hay dùng cái chuyên môn là cảm thọ. Thì thọ đây thuộc về thọ hỷ, hỷ là vui, là vui vẻ, là hoan hỷ, là vui thích, là phấn khởi, nhiều cái từ ngữ tục đế để diễn tả cái hỷ này, vui mừng cũng là hỷ, thì thọ hỷ tức là sự có cảm giác vui mừng, có một cái cảm xúc là phấn khởi hoan hỷ, đúng không? Rồi hợp tà, hợp là thích hợp, là tương ưng, là hợp, tà là sai, là lệch, tà ở đây được gọi là hợp tà, là hợp với là tà kiến, tức là những cái kiến chấp sai lầm, những cái tư tưởng sai lệch. Thì được rồi không? Ví dụ như là vô thường cho là thường, là hợp tà. Là hợp tà. Những cái điều xấu mình cho là tốt, là hợp tà. Cúp của người này để giúp người khác, cho là tốt, là ta làm ác thì mình cho là đúng, thì cái đó là hợp tà, vân vân. Thì những cái gì mà hợp với là sai lệch, hợp với cái gì sai lệch thuộc về tà kiến thì được gọi là hợp tà. Vô trợ, vô là không, trợ là trợ giúp, vô trợ là không có sự trợ giúp, là tự nó khởi lên, thì cái đụng chuyện là nó khởi liền, như là vô trợ khởi một cách chớp nhoáng, đụng chuyện là nó khởi liền, đụng chuyện khởi liền, thì kêu là vô trợ, không cần có một sự trợ giúp của bất cứ cái gì, của người bên ngoài, ngoại phần hay ngoại phần hay không cần, thì được gọi là vô trợ. Thì giờ tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tức là cái trạng thái tâm này là khi nó thấy cảnh, nó bắt cảnh, nó khởi lên cái sự ham muốn, tức là khởi lên sự ham muốn, khởi lên sự thỏa thích, mà sự vui thích, có một cái trạng cảm giác là hoan hỷ, một cái cảm giác mà thích thú, hoan hỷ, lại có tư tưởng sai lệch, có sự hiểu sai, sự hiểu lệch trong cái vấn đề đó, và vô trợ là nó khởi lên một cách nhanh chóng, khởi một cách le làng, không cần phải trợ giúp. Thì tâm tham tội hỷ là một tâm tham khởi lên, trong lúc đó nó có cảm giác hỷ, cảm giác vui,
hợp với tà kiến và vô trợ. Thí dụ như một ví dụ như giờ Nguyên Như hay là cô Nhật Quỳnh thấy một cái tô phở, thấy một tô phở ngon thì thấy khởi tâm tham lên, khởi tâm tham lên chụp cái tô phở ăn liền, mà cho không cần biết cái đó là của ai, chụp mình ăn liền, mình cho nó, mình không cho là sai. Ăn chay cũng là tà kiến luôn. Như vậy thì mình thấy cái tâm tham mình sanh lên, mình khởi liền, mình chụp ăn, mình không biết, cần biết cái đó là của ai, mình ăn, mình lấy mình ăn, mình cứ nói là mình thích là ăn, ai làm gì tôi thì khởi lên cách nhanh chóng là chụp ăn liền. Thì như vậy là tâm tham thọ hỷ họ tạ vô trợ. Hoặc là một người thấy một cái đi vô shopping, đi vô mall, đi shopping center, leo vô thấy, nhìn thấy cái đồ nó treo đẹp, mấy cái vật nhỏ nhỏ linh tinh, mấy cái đồ trang sức rồi đó, cái jewelry trang sức đồ đẹp nhỏ, cái khởi tâm tham lên, hoan hỷ đã quá, khởi tâm thỏa hỷ lên, chồm lấy bỏ túi, khởi lên chụp bỏ túi liền, thấy nó nhỏ vật nhỏ mà nghĩ cắp xíu là có sao, là có đâu gì đâu. Mình khởi lên cái tâm như vậy, ăn cắp mình vẫn cho là đúng, mình không cho là sai. Thì như vậy là mình khởi lên tâm tham thọ hỷ hợp tạ vô trợ. Thì vậy lắm được không? Để ơn ha. Gửi chuông reo khác, cái đó là tính qua tâm khác nữa. Chuông reo bắt khởi lên đó, vậy đó. Chứng nghiệm liền pháp liền chứ đâu có gì đâu. Đó là cái tâm thứ nhất, và tâm tham thọ hỷ hợp tạ vô trợ. Thì mình học cái này mình phải thuộc bài, xong cái mình tự tìm những cái ví dụ, rồi kỳ tới là do là mỗi người cho một ví dụ về những cái nội tâm này, thì lúc đó mình mới thấy được vấn đề, mình mới thấy được pháp, thấy được cách thực tiễn luôn, thấy được ngay chính mình luôn. Thì như vậy đó là cái tâm thứ nhất. Nắm được tâm nhất không? Vậy cho tín hiệu nắm được cho số 1, không nắm được thì cho số khác. Đây, một người. Hiện tại số 1 rồi đó. Quỳnh đặt hai tay luôn, số 1 luôn. Bài lớp này, lớp trí tuệ không? Meta tới 3 số 1 luôn. Những bậc hiền tài, những bậc là thiện trí thức không, xa thứ, xa thứ không. Rồi cái tâm thứ hai cũng như tâm thứ, nhưng mà hữu trợ, tức là có sự trợ giúp tâm tham mới sanh khởi được. Giống như vậy Nguyên Như là đi vô bên gần cái bệnh thúc lấy đi, lấy một túi không sao đâu ha, lấy lại đâu có tội lỗi gì đâu sợ. Thì khi mà có người thúc cái suối ra, suối thúc cái tâm tham mình sanh lên, mới chồm ra mà bỏ túi, mà còn quan hỷ khoái thọ hỷ. Thì như vậy chúng ta thấy nó suối thôi, tức là có rủ rê người thúc đẩy suối, suối dục, suối dại đó, người suối dại mà suối dại vậy là mệt, hai người bị nghiệp luôn. Đó là tâm tham thọ hỷ hợp tạ mà hữu trợ. Đây đó là tâm thứ hai, tâm được không? Dễ quá, vì pháp ai nói khó là không, ở ngay trong hiện tại luôn, cái đâu có gì đâu khó, ngay trong đời sống hiện tại mình có sẵn rồi, bạn mình không để ý, nó nằm ngay trước mặt mình, đâu có đâu xa, ngay trong tâm trong lời sống này, dịch nó nằm ngay đó hết. Dễ nhưng mà không dễ ợt. Rồi tâm thứ ba là gì? Tâm tham họ ly đà, tức là không có tà kiến, nó không có dính dáng, người ta hiểu sai, không hiểu đúng, ta phải ly tà vô trợ. Tức là mình khởi tâm tham lên, ví dụ như mình về nhà
thấy vô nhà cái thấy món đồ ăn ngon để là bạn như chẳng hạn như canh chua cá kho mà con ha, thấy bạn khởi lòng tham lên vô đốp liền bốc ăn liền, lấy tô múc ăn liền ha, khởi tâm tham thọ hỷ liền, quan hỷ liền, vui vẻ liền, khởi lên ăn liền. Thì như vậy là tâm tham thọ hỷ ly tà vô rợ, thì nó không có liên hệ với tà kiến trong này hết. Đó là như vậy. Hoặc là ai mà là đi đâu vậy thấy một cái gì đẹp không, khởi lên cái tâm tham liền, khởi một cách hoan hỷ thích thú liền, rồi mua món đồ đó, thì cái tâm tham thọ hỷ ly tà vô rợ. Còn có những trường hợp đặc biệt hơn, chẳng hạn như mình thấy cái món đồ đó, hoặc là thấy một cái món ăn nào đó, thấy khởi lên tâm tham, khởi lên thổi, khởi lên liền, khởi nhanh chóng liền lấy liền, mặc dù không cần biết là của ai mà ăn cắp liền, nhưng mà biết cái tâm mình biết là sai, biết ăn cắp là bậy mà vẫn làm như thường, tức là biết sai biết bậy vẫn ăn cắp, mà giờ có sự biết rồi, có cái biết rồi, biết mà vẫn làm, vẫn có những trường hợp đó như thường, tức là mình không dằn được, tức là tâm tham khởi lên như vậy. Khởi lên mà có sự biết là sai, biết quấy thì cũng được xếp vào ly đà, tâm tham phải ly tà vô trợ. Nhưng mà thông thường thì khi tâm tham ly tà này đó là trong cái đời sống hàng ngày mình đó, thường xuyên mình thích ăn ngon, thích mặc đẹp, rồi thích nghe nhạc, rồi thích son phấn này kia, thỏa thích trong những cái đó, thì tâm tham mình khởi lên hoan hỷ, nó khởi một cách nhanh chóng vô trợ. Giống như là mấy cô, nhất là mấy cô thấy thích làm đẹp khoái họ hỷ lên ha, tâm tham họ hỷ lên, về trang điểm vẽ mắt xanh mắt đỏ, thấy cái gì bán về mỹ phẩm thấy là mua, thấy làm liền chứ không cần ai xúi ha. Thì thỏa thích trong cái đó, mình hoan hỷ trong cái pháp đó, cách nhanh chóng khởi lên liền, mua bao nhiêu tiền cũng mua, son đỏ son xanh son vàng son tím má hồng kia đủ thứ. Chưa học xong hả, muốn hỏi chịu hỏi sao. Rồi đó là tham và hỷ ly tà vô trợ. Rồi cũng vậy, hữu trợ thì nó có sự xúi bảo, sự xúi dục. Ví dụ như mình vô lên bàn ăn mình thấy món ăn mình thích quá mà chưa chưa nhưng mà chưa khởi thấy món ăn ngon, nhưng mà chưa có khởi tâm tham lên, nhưng mà có nguyên tràng cái bệnh suối nguyên như đốt đi ăn, thì khi suối vậy cái tâm tham khởi lên, thì khởi lên ăn rất ngon lành thỏa thích, thì như vậy là hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Đúng không, nắm được không, nắm được pháp không, bốn cái hỷ hệ, bốn hỷ được thì bốn cái xả nó cũng giống hệt vậy thôi, khác nhau ở cái thọ xả thôi. Cái thọ xả là trạng thái quân bình, không vui, không không có còn có cái cảm giác hoan hỷ nữa. Giống như mình tham quen, ví dụ như ăn quen là thấy đồ ăn ngon, ăn quen mình ăn thấy là mình ăn thôi chứ không có cái sự hoan hỷ nữa. Hoặc là mình thấy món đồ đẹp, hoặc là thấy một người đẹp, thấy quen là không còn có cái trạng thái mà phấn khởi hoan hỷ ngay lúc đó nữa, thì lúc đó là thọ xả, là tâm tham thọ xả ly tà hay là hợp tà hữu trợ hay vô trợ, thì nó cũng giống như bốn cái pháp trên, nhưng mà nó khác rồi cái cảm giác về thọ, mà một một đằng thì có sự quan hỷ thích thú, một đằng thì không có sự quan hỷ thích thú. Thì đó là sơ lược thôi, hôm nay mình học sơ lược vậy thôi, tám cái tâm tham mà trong pháp bất thiện chúng ta được biết là như vậy. Thì coi như là tạm thời chúng ta tạm ngưng cái bài học hôm nay, để tuần tới mình đi sâu vô chi tiết cho nó hấp dẫn hơn ha. Giờ trước tiên học này trước, rồi về quý vị chịu khó tụng thuộc bài dùm ha, học cho thuộc lại, chia pháp lại, chia cho đúng lại đàng hoàng, chia tất cả là pháp, pháp chia làm hai, pháp thực tế, còn lại là phải phải có cái đó mới đủ đủ nha, còn lại là pháp chân đế, pháp chân đế chia làm hai,
chân đế vô vi, còn lại là chân đế hữu vi, phải chia vậy đó mình mới từ pháp mới rõ sáng ra. Mình đừng có nói tắt tập chia từ 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 vậy đó, chia lên hết xong một xưa là mình mới ngồi nghiệm pháp. Mình học về tâm tham này đó, mình tụng tâm tham, tâm tham thọ hỷ hợp tạp vô đỡ, rồi tụng 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 tám tâm, rồi tìm hiểu cái suy nghĩ và ý nghĩa đó, rồi đặt những câu hỏi, rồi mình đặt ra những thí dụ, cái nào mình học pháp, cái nào mà mình không hiểu đó, mình ghi xuống, rồi ghi xuống cái mình để mình hỏi cho mình quên à, mình để đó mình không ghi xuống mình quên tốt à. Cho nên mình thắc mắc là học là phải nghi, mà thấy mà nghi lớn thì ngộ lớn, nghi nhỏ nhỏ nghi lý nhí thì ngộ lý nhí, còn nó nhỏ mình phải phải nghi, phải tìm hiểu, phải hỏi mắc, hỏi cho ra chứ không không hỏi là cái tâm mình nó khó chịu lắm. Khi một cái pháp mà mình không hiểu mình bực lắm, mình bị dướng dướng ha, tâm mình nó cứ dướng mắc biết mẹ sao khó chịu, phải hỏi cho được thôi. Tìm người này kia hỏi cho ra, hỏi mà hỏi cho người ta nói cái đúng nữa nha. Gặp mấy ông ba trời nó ông vẽ trời đất còn mặt nữa học nghi nghi phải hỏi cho đúng người đúng pháp, phải dùng trí tuệ, phải khéo như lý tác ý, phải vô đi sô mana sikara, vô đi sô mana sikara, phải khéo như lý tác ý hoài nó mới phát sạch trí tuệ được. Rồi hôm nay chúng ta tạm ngưng bài học hôm nay, là học về tâm dục giới, đi sâu vô tâm thiện tham sân si, học tám tham trước rồi đừng tới mình đi vô chi tiết hơn. Rồi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Trong bài học hôm nay có thắc mắc gì lên nói nha. Ok. Dạ, sa thú kính cảm ơn huynh kinh và dạ, Nhật Quỳnh xin đại diện đạo tràng. Dạ, cảm ơn huynh kinh đã tận tình chỉ dạy. Và bây giờ thì mời Nguyên Trang và Nhật Quỳnh cũng xin con thành kính đảnh lễ thượng tọa Chí Tâm Quang Lâm vào đạo tràng. Và Nhật Quỳnh kính chào tất cả quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Và con kính mong quý ngài và quý vị quan hỷ cho con. Huynh kinh nói dễ ợt à, mà con không có thấy dễ ợt. Con học là con không dám nhúc nhích nữa, thiếu điều nín thở luôn đó à, nên con không có đảnh lễ sư kịp thời cũng như không có chào được đạo tràng. Dạ kính mong quý ngài và quý vị quan hỷ cho con. Còn Nhật Quỳnh thấy Nguyên Trang hỏi là con muốn hỏi mà không được hỏi là tâm gì, và Nhật Quỳnh thấy đó là tâm sân, đây không được hỏi thì sân, nhưng mà giờ đưa tay đi. Nam mô Bích Tha giá, dạ con Nguyên Trang, dạ con trước hết con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Trí Tâm, dạ kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, và dạ, kính chào đạo tràng. Dạ chú giảng hả, con biết như cô Nhật Quỳnh nói đó là hả nín thở con thì biết mỏi tay luôn á, dạ không có thở được á chú. Dạ hồi nãy chú có giảng về về tâm tham đó xin chú có tâm tham thì cái mà hồi nãy con có nghe chú nói là tâm tham thọ hỷ hợp tà ly trợ, rồi tâm tham thọ hỷ mới đầu là hợp tà, mới đầu là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, rồi hữu trợ, rồi ly tà. Thì hồi nãy có cái ví dụ đó chú, những cái tâm tham á là khi mình làm những cái việc gì sai, cái suy nghĩ sai thì là tâm tham, cũng như mới đầu chú ví dụ là thí dụ như mình làm một cái mình ăn cắp hay lấy gì đó là tâm tham, là cái sai. Rồi một cái là thí dụ như bây giờ đó, mình đi, cũng như cái thứ nhì là mình đi shopping, mình thấy một cái gì đó mình muốn mua thì mình mua, nhưng mà ở ngoài đời cũng như là mình không có ăn cắp, nhưng mà cái đó cũng là tâm tham khởi lên để là nên mình mua, đúng không chú? Là một cái có tội với một cái cũng không có phạm tội, nhưng mà nói về cái tâm của mình thôi, cái cũng như cái lộ trình tâm của mình nó diễn tiến đúng không không ạ? Tại con chỉ có thắc mắc là nó như vậy đó, là một cái
đều là hai cái đó thì là cái tâm mình khởi lên thì đều là tâm tham đúng không ạ? Trời chú cho con, chú đeo mắt kính đen con sợ quá. Dạ con kính dần mít lại cho chú hả chú, để chú có thể chỉ dạy cho con được rõ hơn ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ chư Phật tử tăng ni kính chào quý vị. Trước tiên á thì cũng yêu cầu Nguyên Trang đừng kêu anh bằng chú. Kêu anh bằng chú nghe thấy cuộc đời sao nó vô thường quá, thấy già, thấy sắp sắp hẻo thế này. Giống như gặp mấy ông sư đừng kêu mấy ông sư bằng sư ông. Kêu sư ông ông buồn lắm. Kêu sư ông thấy ông già ông buồn, thấy đời vô thường tới nơi rồi. Có gì thấy thấy khổ não tới nơi, thấy sợ chết già rồi, mình sắp xuống lỗ vô thường tới. Kêu bằng huynh, kêu như kiếm hiệp nó hay, huynh này huynh kia nó nhẹ mà minh tâm vậy hả? Minh tâm mình kêu kêu chú kinh này, kêu nghe thấy già quá, thấy buồn quá, kêu xong cái thấy xuống rung, thấy mình thấy đời tâm mình sao nó hẻo. Đời thì cận kề với lại vô thường tới nơi, thần quỷ vô thường tới. Ok rồi, cái đề là của nói cho vui nha, ngay vấn đề Nguyên Trang hỏi nha. Thì đầu tiên mình phải hiểu á, đừng có đưa cái chữ tội nó vô, tội chưa, nó chưa thành tội gì đó. Đang học thì tâm cái tội nó khác, nó phải tâm tham là tội đó. Chứ mình tham, mình muốn ăn những cái gì của mình, tội tình gì à, những cái gì mà mình làm mình ra mình hưởng thì đâu có tội, mình biết rõ ràng à. Thì cái Nguyên Trang phải hiểu, các bạn phải hiểu rõ vấn đề này. Cái tham là một cái khác, mà tà kiến nó lại là một cái khác nữa. À, khi mình khởi thấy một cái, ví dụ như thấy shopping, đi shopping thấy món đồ đẹp, tâm tham khởi lên đó là tâm tham. Nhưng mà tà kiến là khác nha, mình phải hiểu là tà kiến với ly tà hai, bởi vì phải học cái này phải kỹ chi pháp và cho đó và để ý xíu. Ví dụ như vậy là tâm tham tà kiến, là ví dụ vô shopping thấy đồ đẹp cái mình chôm mình bỏ túi, mình cho là đúng, mình cho là hay, là mình là giỏi, mình tài, mình đẳng cấp được, mình lấy được, mình không cho đó là sai lầm, không cho đó là có tội, thì cái đó là tà kiến đó. Nhưng mà tham là khác, tham là khởi cái sự ham muốn, nó là khác, mà tà kiến nó là một chi pháp khác, hiểu không? Người đang hiểu này không, hiểu không? Bánh lên số một nó thôi lộn xộn thì không á. À, dễ bị lẫn lộn cái này lắm á. Rồi cái tâm tham ly tại cũng là tham, thì mà khởi là tâm tham, nhưng mà nó không có tà kiến trong đó, nó không có cái sự hiểu sai hiểu quấy đó. Ngày như giờ đồ mình ăn, bây giờ mình về nhà cô mình nấu mình ăn, mình khởi tâm tham thọ hỷ, mình ăn ngon quá đã quá, thì này cái tâm tham thì nó cũng là tham, nhưng mà nó ly tà, nó không phải là hợp tà. À, mình để ý rõ ràng vậy. Còn cái tam hợp tà tà kiến đầu mà nó dính dáng cái nào, mà nó dính dáng tới những cái mà nghiệp á, chẳng hạn như mình ăn cắp ăn trộm, mình làm những cái chuyện tội lỗi, hợp với tà mạng tà kiến rồi đó, thì cái đó là có tội. À, mình phải phân biệt rõ ràng, mình đừng có lẫn lộn tùm lum như học pháp là đừng có lẫn lộn. À, chẳng hạn như giờ mình ngồi thiền, ai ngồi thiền quý vị cũng đã từng tập thiền biết ha. À, bây giờ mình ngồi thiền cái mình à, khởi lên cái trạng thái mà khinh an nha, à, cái thân mình thì thấy nhẹ lơ lửng bay bổng nha, hoặc là những cái trạng thái trong tâm mình thỏa thích trong đó, khởi là cái những cái trạng thái lạ này, cái tâm mình khởi lên sự thỏa thích, quan hệ là cho rằng cái đó là mình là đắc thánh, cho là mình đã đắc được cái này kia, mà thì đó là hợp với tà kiến, tại vì nó không có đúng vậy, nó sai nó lệch, mình không biết, mình hiểu tầm bậy tầm bạ. À, thì đó mình lại khởi lên thiền, mà thiền lúc đó cái tâm tham là khởi lên, là tâm tham hợp tà thọ hỷ hợp tà vô đở. À, thì mình thiền bằng tâm tham thọ hỷ hợp tà vô đở là chết cha luôn này. Mày để ý cái này, khi mình làm thiền mà rất là nhiều người dứng từ này khởi lên gì đó, cái khoái lắm, về nhà cái mơ tưởng cái pháp đó hoài à, mà muốn sao để có được cái đó, muốn được cái đó để mà hưởng tiếp, mà để được thỏa mãn cái lòng tham, thích thú trong cái cảnh giới đó, đã vô đã quá, phê quá,
thấy lân lân bay rồi trời mây nước là đủ thứ gì cái này rồi bị dính mắc vậy đó. Thì như vậy là mình tu thiền đâu thấy mà mình thiền bằng tâm tham rồi xong rồi tự do mình gắn cái mạt vô luôn rồi mình là thiền sư luôn thì chết cha luôn. À, cái vấn đề chỗ này cũng quan trọng lắm, học nhiều pháp nó có cái lợi hại ở cái chỗ là Đức Phật nó đưa ra cho mình giống như những cái kết quả để mình thấy trước cái sự việc nó sẽ ra vậy, là mình hành vô mình sẽ thấy được vấn đề, mình biết đâu mình đang nằm trong cái chỗ nào, em dùng cái quả đồ và một cái bản đồ để chỉ đường mình đi chính xác chạy đâu đó. À, mình không bị sai lệch, còn không thì giống như là mù rờ voi á. À, mình tu tập theo kiểu mù rờ voi là thôi là xong đời luôn. À, rờ chân con voi, nói con voi nó cái ống dài 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 ha, rờ cái voi voi con voi nó dài dài, nó cong cong nó tròn tròn. À, mỗi thằng mù rờ voi kiểu khác. À, thì là nhà chính vì do đó mình đừng có sao mình tu tu như kiểu tu mù rờ voi thì thôi uổng cả một cuộc đời ha. Mình cố gắng một một cái trí tuệ phát sanh thôi, hiểu biết đúng nè là mình sẽ được tốt đẹp. À, mình sẽ tu tập được rất là tốt, à, không cần nhiều, ví dụ ngồi trong vòng 5 phút là mà 5 phút mình bắt được Pháp Chân Đế, mình bắt được những cái thực tính pháp này kia một cách rõ ràng thì đó là mình đại phước, mình gieo được rất nhiều dụng tử tốt. À, đó là Nguyên Trang nắm được này không, phải hiểu rõ cái tham là khác mà tà kiến là khác. À, hiểu cho chính xác nha. À, Nam Mô Bổn Sư Thầy. Dạ, xa thú, xa thú. Nguyên Trang có muốn hỏi nữa không? Để rồi nói rõ mỏi tai. Nguyên Trang ơi, Nguyên già, dạ, Nguyên Trang tha thú. Nguyên Như muốn hỏi phải không? Cho Nhật Quỳnh hỏi trước. Dạ, tại vì Quỳnh, Quỳnh giảng Nhật Quỳnh quá nhiều thắc mắc luôn. Nên cho Nhật Quỳnh hỏi trước một câu. Dạ, một câu mà thành hai câu luôn đó Quỳnh. Dạ, cái câu thứ nhất Nhật Quỳnh hỏi lúc nãy Nhật Quỳnh thấy là Quỳnh nói ăn chay là tà kiến. Câu thứ nhất, câu thứ hai thiền mà tại sao gọi là tham? Dạ rồi kính mời Quỳnh Quỳnh giải thích giùm cho Nhật Quỳnh nghe. Dạ Nam Mô Bồ Tát. Dạ một hai ba. À, thì ăn chay nếu mà mình hiểu không đúng pháp thì nó là tà kiến. Giờ giờ mình cho ăn chay nó sẽ là diệt dục, nó sẽ là ly tham, nó sẽ là giải thoát chứng đắc niết bàn vân vân, là do ăn chay. Thì giờ mình tà kiến không, phải tà kiến không, ăn chay mà hết lòng tham thì có phải tà kiến không? Thì đúng rồi. Thì mình ăn chay mình có những cái tư tưởng mình cho mình ăn chay là mình sẽ được thành Phật, ăn chay sẽ được giải thoát, ăn chay sẽ được diệt những cái dục vọng này kia đó. Thì đó là mình nghĩ sai nghĩ lệch, nó đâu phải đúng vậy đâu. Nó tu chết cha nó chưa thấy gì, ăn chay mà thành Phật, ăn chay diệt dục. À, mấy con bò đó, mấy con bò ngựa không, à, bò ngựa dê ăn rọ cỏ ăn rau không, nó đẻ tùm lum tà la diệt dục đâu đâu thấy diệt dục, nó đẻ tá lả. À, nhưng mà thấy là như vậy. Ừ. Nắm được không, ăn chay chỉ là cái vấn đề ăn thôi, ăn để cho mình thí dụ mình ăn để cho mình nhẹ cơ thể mình nó bớt bệnh hoạn ok thì được, ăn chay để cho nó đi những cái sự mà nặng nề của cơ thể, nó chữa nhiều bệnh này kia nọ thì ok, nếu mà nói chữa bệnh thì đúng là nó vậy thì có lý, nhưng mà nếu nói để mà nó diệt dục để hết tham hết sân hết si thì chuyện này không có, chuyện này chuyện này không thể xảy ra được. À, tu đạt tới một cái thiền mà phi tưởng phi phi tưởng cái gì tưởng tượng nổi, từ xa dục giới người ta tu người ta đắc lên sắc giới rồi ta đắc qua vô sắc giới đủ thứ phi tưởng xứ ta tột cùng của thiền định, tới mức độ đó mà cái gì mà xả thiền ra tham vẫn tham như thường chạy đâu chứ. Nên mình đừng có nghĩ là mình ăn chay mình sẽ hết tham, không có đâu, cái đó là mơ, mình mơ tưởng nó không có thật được. Rồi cái thứ hai là thiền, mà thiền trong tâm tham thì nãy đã nói rồi, khi mình thiền á, thiền là mục đích của thiền mình phải biết, thiền để làm cho giảm sân giảm si, thiền để thấy được chân đế pháp, thấy được thực tính pháp. À, nhưng mà thiền á, thì cái tâm mình bắt đầu lắng lắng động cho nó phát sinh những cái trạng thái trong thiền, vì ai thiền nhiều sẽ biết. À, có lúc thì nó
lâng lâng nhẹ nhẹ nó bay bay á, hoặc là có lúc mình cảm thấy yên tịnh thanh tịnh, hoặc là có người thiền thấy là ánh sáng hào quang vân vân. Thì cái đó là chỉ là những cái mà phát sanh vô duyên từ cái tâm mình tập trung, tâm mình nó định thiền thì nó phát sanh vậy thôi. Nhưng mà chúng ta không biết, chúng ta tưởng là mình đã được này được kia, tưởng mình đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền nhá, hoặc là tưởng mình đã phát sanh trí tuệ này kia đủ thứ chuyện, mình khoái bắt đầu khởi cái tâm tham là thỏa thích trong cái cảnh giới đó. Khởi lên thích, được bay lần lần đã quá, còn đắc được cái gì nó bay đã, được khởi cái tâm tham tâm hỷ là dính mắc vô đó. Dính mắc rồi cái đêm cái đó hoài, ngày nào ngồi xuống cũng mong được có cái đó, mong được có những cảnh giới đó, mà đâu có không có dễ gì nó sanh lại được. Mỗi nó sanh nó diệt, sanh diệt pháp vô thường mà, nó đâu có còn hoài được cho mình. Là là mình tham đắm, mình dính mắc vô pháp thiệt. Mà dính mắc vô những cái pháp trạng thái trong lúc mình thiền định thì mình tu bằng tâm tham, chứ mình tu bằng cái tâm gì? Mình ngồi thiền mình có tâm tham nó theo hỗ trợ, tâm tham theo hộ tống. Tu mòn đích luôn thì cũng vậy thôi. Là mô có thể á. Nam mô Bức Thầy Giác, Nam mô Thầm Mà Giác, Nam mô Sằng Khà Giác. Chú ơi cho con điều chỉnh cái vụ mà ăn chay ăn mặn như chú. Nếu mà mình ăn chay mà không có liên quan gì tới đạo hết thì đâu có dính gì tới tà kiến đâu. Nhưng mà thiệt sự nhìn thấy những người ăn mặn rồi họ nói với người ăn chay này kia chưa biết người ta ăn tại sao lý do người ta ăn. Người ta bệnh người ta cũng ăn được vậy mình không biết mà mình nhảy vô mình nói á, là con nghĩ nó không có đúng. Tại vì không có liên quan gì tới đạo hết. Ví dụ như đứa nhỏ nó sinh ra nó không ăn được thịt, nó ăn được tàu hũ cũng có vậy chú. Nó đâu chứ đâu có thể nói được là những cái đứa mà 4 tuổi nó có tà kiến. Nó không ăn thịt rồi ăn nó khóc rồi cháu của con nó không uống sữa được, nó chỉ uống được nước khóc thôi. Thì mình đâu có nói nó là tà kiến được, tự nhiên nó không có phân biệt được cái gì là cái gì hết. Nó chỉ cái nào mà thích hợp với nó thì nó ăn thôi. Thì Đức Phật cũng dạy là cái gì thích hợp với cơ thể mình thì mình ăn thôi. Miễn mình đừng có nghĩ nó là ăn sẽ thành chánh nhân quân tử hay là thành trời thành đất gì thì con thấy nó không có dính líu gì tới tài kiến hay là đoản kiến hay thường kiến gì trong đây hết. Nó chỉ đơn giản là cái thích hợp của mỗi người, họ ăn vô họ mệt, họ thấy tâm trí họ trì trệ, có người ăn vô họ bị ngứa nữa thì con thấy đâu có dính gì đến tài kiến trong này đâu. Nó chỉ là đơn giản là về khoa học hoặc là về cái thân của người ta hợp với những loại thức ăn như vậy thôi chú. Còn tự vì mình cứ nghĩ là bắt tông phải ăn chay, năm tông phải ăn mặn, thành ra mình cứ nghĩ cái đó trong đầu mình, thành ra mình cứ nhảy vô những nhà chay. Người Mỹ người ta ăn chay cả nửa xứ, người ta đâu có biết gì đến đạo Phật bắt tông năm tông đâu, thì con thấy không có dính gì đến tài kiến trong đó hết. Cái đó còn còn với lại có một loại ăn chay nữa đó là mình chậm tay chậm chân. Thành ra trong cái vụ cái bàn tiệc có ai mà lẹ tay lẹ chân á thì mình gấp thịt mình ăn trước, còn những người còn lại chậm quá thì cuối cùng thành ăn rau, mà ăn rau riết á thì nó quen rồi á thì cũng thành ăn chay vậy, cũng không có phải là tài kiến mà cái này là thuộc loại là bị ép ăn chay. Cho nên con xin giơ tay để con kêu là không biết nó gọi là cái gì nhưng mà xin là cái đó không có dính gì đến tài kiến nhưng như nó đó người nào ăn gì ăn không có hề có cái chuyện đó xảy ra. Dạ sa thú con danh đức này cho đạo tràng ạ. Hello. Hello nghe không? Ok, trước tiên là lên nói là thấy có tà kiến rồi. Trước tiên lên nói người ta chưa kêu tao thằng chú trở lại kêu có tà kiến rồi chứ rồi. Nó phải ông cụ kêu chú tà kiến liền, nó không có tà kiến. Ok thì đúng rồi, thì mình ăn chay mình ăn bình thường, mình ăn kiểu mình ăn để mà do cái cơ thể mình cần thích hợp thì mình ăn, thì đâu có gì là tà kiến. Mình ăn để mình trị bệnh thì có gì đâu tà kiến, thì đúng rồi, nãy nói rồi cái đó, nãy nói trình bày nó rồi. Thì khi nào có tà kiến là khi nào mình có cái tư tưởng sai lệch vô thì mới có tà kiến. Chẳng hạn như mình ăn chay mình cho mình ăn cái đó mình sẽ hết tham hết sân hết si, mình thành thánh thành Phật á, thì mình giải thoát đó, thì cái mình có ý nghĩa đó là mình tà kiến, đúng không? Cái nào ra đó học vi pháp được cái chỗ đó mình thấy được vấn đề một cách rõ ràng, không có tranh cãi mệt, không có tranh cãi.
nãy là giải thích hết trơn rồi. Mình không có tranh cãi theo kiểu đời, đời nó cho là dây, đời cho là kia, bắt tông, ví dụ như bên bắt tông mà cho bên nam tông tu ăn mặn là không có giải thoát được, bên nam tông tu ăn chay là tự mình và bị tà kiến đủ thứ chuyện, mỗi bên tranh cãi đủ thứ pháp đời mà nó tranh cãi nó vô phương. Nên mình cứ dựa theo chánh pháp, làm gì là không cần biết, anh muốn ăn gì cũng muốn gì cũng cần biết làm là nhưng mà anh tu làm sao để làm giảm tham, giảm sân, giảm si, tu đúng pháp, tu hành đúng cái pháp thì nó sẽ đem đến sự lợi ích. Còn mình tu mình cứ nặng về hình thức này hình thức kia hình thức nọ, mình chấp vô cái này chấp vô kia thì tu muôn đời lục quân luôn, ngay cả tu đúng à, giờ mình tu đúng pháp đi, không biết chừng nào mới thành tựu được đây. Tu đúng thì đúng, tu chính xác, mỗi ngày điều hành đúng pháp, ngày sáng trưa chiều tối hành viên mật, hành cái là tu thiền tích cực chẳng hạn, tu hoài buông ra tham sân si cũng rầm rầm như thường. Thành ra chúng ta phải dễ vậy, tu khó lắm, pháp tu phải đúng pháp, phải hiểu pháp, phải có này kia đầy đủ, chứ không phải do ăn không làm được nên sự việc đó, không có vấn đề, mình phải hiểu. Còn khi nào mà mình không có tà kiến thì nó không có tà kiến, còn khi nào mình có tà kiến thì nó có tà kiến, thì rõ ràng vậy thôi chứ đâu có tranh cãi gì chỗ này, đúng không? À, mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính thưa đại tràng, Huynh như có một cái câu hỏi thứ hai là không biết là Huynh khi có thể nào mà dạy chậm lại được không? Từ như hồi nãy giờ Huynh ghi chép á là coi như là maximum speed đó là được 1 2 3 4 5 6 7 7,5 trang. Một ngày học 750 trang rưỡi là cũng như thấy nó nhiều quá à, tại sao mình không học chậm một chút để mình vừa học mình có thể thuộc luôn. Tự vì theo cái đà học này á, thì Nguyên Như nghĩ sau 6 tháng á, thì sẽ bị trượt vỏ chuối hết. Mà những cái vị mà không có vô dung được á, họ sẽ không có tài nào mà ngồi xuống 3 tiếng đồng hồ được đó Huynh, để mà có thể chép lại được bài. Tự nhiên nếu mà ngắn ngắn á, thì cả lớp sẽ theo được lâu dài. Còn nếu mà như vậy á, Nguyên Như chỉ sợ là trong thời gian 6 tháng là lớp học 20 chỉ còn có 3 người thôi. Mà cái người đầu tiên còn nhất đó là cô Nguyệt Quỳnh, tự cô Nguyệt Quỳnh không chạy đi đâu được hết. Tự vì Nguyên Như thấy trong lớp mình không có ai là có cái khả năng mà mỗi tuần đều vô đúng một ngày, từ mỗi người đều có một cái công việc riêng đó Huynh. Thành ra nếu mà mọi người thiệt là rất là ham học, nhưng mà nếu cái bài nó quá dài mà quá nhiều, Nguyên Như nghĩ trong cái thời gian dài sẽ không có thể nào theo được như vậy hết, trừ là tất cả mọi người đều đồng ý vào chùa ở trên cổng hết là học với Huynh 3 tới 5 năm là không còn bị nhiễm phải hết thì được. Nhưng mà nếu mà các Phật tử trong đây vẫn là những cái cư sĩ mà vẫn phải đi làm để kiếm tiền thì có thể là khó quá đi. Nguyên Như cũng nhận được cái email của nhiều bạn hỏi là Nguyên Như có bài hay không, mà chính Nguyên Như rất là siêng học mà từng rồi cũng phải đi làm không có vô được. Thành ra Nguyên Như không biết đó là đạo tràng có đồng ý là Huynh có thể mà giảm từ cái bài học từ 6 hay 7 trang rưỡi xuống còn 2 trang được hay không. Tại vì nếu đó mà mình có thể học thiệt là chậm, mình có thể học bài, mình thuộc bài ngay tại lớp, nó cũng không phải là cái ý kiến xấu. Rồi mỗi người mình có thể lên mình trả bài ngay trước, ngay trong cái lúc mà giảng, mỗi người đều cho những cái ví dụ thì người còn lại đều dạ đạo tràng có nghe lại như như được không ạ? À? Sa thú hello dạ thật ra theo cái thiện ý của Nguyên Như á, nếu mà mọi người trong đạo tràng có thể trả bài liền cho những cái ví dụ liền mà không có cần đi lẹ, tự như thấy mình đi lẹ mình cũng không có đi lẹ để làm gì hết, mà mỗi người có thể giữ cho mình một chút vốn khi mà mình lên trả bài, hoặc là những bạn đạo hỏi hỏi rồi cho ví dụ thì mình đều ngồi nghe thì mình hiểu hơn và mình rút được cái vốn ra trong cái cuộc sống của mình. Chứ nếu mà ngồi học 3 tiếng rồi trong thời gian một tuần phải học ôn bài lại rồi những người khác mất bài thì Nguyên Như thấy nó không có, đối với Nguyên Như thì nó không có thực tiễn lắm, tại vì không có giờ, rất là muốn học nhưng mà không có nhiều giờ đó Huynh.
Thành ra Nguyên Nguyên không biết là trong đạo tràng mọi người có ý nghĩ giống làm sao, có đồng ý Nguyên Như như vậy không? Tự vì cái môn này Nguyên Như thấy rất là hay, mà nếu mà mình đi quá xa thì giống như là chờ thì sinh khi thì sinh cao và rớt cái tổng xuống cái thung lũng, thì vài bữa chóng mặt sẽ sẩm nhức đầu luôn. Dạ, nếu mà quý vị nào có đồng ý Nguyên Như, dạ xin cho một bàn tay giơ tay lên để ủng hộ. Dạ, sa thú kính mời đạo tràng ạ. Dạ, nó mô của ta dạ. Xa thứ, xa thứ. Giờ vậy thì nãy giờ học đâu có gì đâu nhiều đâu, học chỉ tâm bất thiện, chỉ tám tâm tham vậy thôi, chứ có gì đâu nhiều. Còn những lúc mà giảng á, thì mình học kiểu ghi nốt thôi, tập tập ghi nốt, giống như học đại học, vô đại học á, vô đại học người ta giảng, vậy mình chỉ nốt lại thôi, là lấy cái ý chính mình nốt thôi. Chứ ngồi ghi là hết rồi. Thì vấn đề là như vậy. Thì giờ muốn chậm nữa thì cũng dễ thôi, đâu có gì đâu. Tại vì vô rung rung này ha, vô thấy toàn là những Phật tử mà lâu năm không, Minh Tâm này cũng cả chục năm, là Nhật Quỳnh cả chục năm, rồi Siết Metta, rồi Nguyên Trang, cái gì cũng là tu lâu năm không à, còn là cao thủ trong rung rung này. Mà nghĩ đâu có gì đâu, dễ mà phải không, nghe Siết Nhật Quỳnh, ví dụ pháp mà, dạ. Đọc sơ sơ là thấy hiểu liền, là thấy ngay trong hiện tại mình có liền rồi, pháp hiện lên liền. Rồi ok, nếu mà dễ không ạ? Không biết ạ. Ok, thì giờ, chủ yếu là giờ quan trọng là về học bài, học cái nhớ, để kỳ pháp vô. À, một lần xong rồi mới đi sâu vô. Tình nghĩa chưa hiểu kịp hết nè. À, thì về coi lại như cô xin Nhật Quỳnh, xin Nhật Quỳnh là chủ room nè, có gì đưa cũng băng rồi gửi cái phần thâu lại cho mọi người nghe. À, rồi bắt đầu thì muốn chậm nữa thì chậm nữa là coi là chậm lại chậm chậm hơn nữa. Tại vì thấy ai cũng lâu năm nay thì mình nghĩ thì giảng gì cũng lâu có nhanh cũng chậm. Hồi xưa chúng ta học như là vô mấy ổng là nói là làm hơi nghe là trong vòng tháng là hết luôn nguyên nguyên cuốn sách luôn. Học cũng khùng luôn, sao không về không hiểu vậy. Giờ vợ giờ chậm lắm, khoảng tuần tuần có một buổi thôi. Tuần có một buổi, khoảng buổi có một bài pháp nhỏ thôi, đơn giản. Rồi ok, nếu mà muốn chậm nữa thì bắt đầu cho chậm nữa, tuần sau ôm lại rồi giờ thêm chút xíu nữa cho nó rõ ràng. Cũng thấy là quý vị cũng hơi có vô đây bắt đầu nó lộng cộng chút xíu rồi. Nãy Nguyên Trang lên hỏi là thấy cũng bị lộng cộng rồi, chưa nắm được rõ pháp. À, rồi Nguyên Trang có lên gì đó lên hỏi đi nha. Ok. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nguyên xin trong nguyên hỏi trước là nếu mà một ngày thay vì mình học 8 tâm tham, mình có thể học 2 tâm cũng được, mà đâu có sao đâu, và xin Nguyên cho học như vậy. Tự vì thiệt ra cái tâm đó phân tích ra, nếu mà mỗi người mà lên phân tích á, mình cũng sẽ hiểu rõ hơn, chứ đâu có bị mất mát gì đâu. Mà cái bản chi pháp theo như thấy đó là mọi người học rất là nhiều lần rồi, trong chùa như có những người học tới 6 lần lận mà họ vẫn không nhớ. Tự vì mỗi lần á, những cái vị dạy và những chư tăng á đều muốn dạy cho thiệt lẹ để mà xong cho thiệt sớm. Thì á, Nguyên Như thấy mọi người đều hỏi Nguyên Như là không biết tại sao những giảng sư lại muốn dạy rất lẹ để làm cái gì. Tự vì mình không phải là chư tăng mà mình không cần đi giảng và mình không có cần đi học để đi thi gì hết, nhưng mà bất cứ người nào vô cũng rất là muốn dạy cho lẹ để mà họ đi qua cái chư khác. Và mọi người đều hỏi với Nguyên Như đó Huynh, là dạy cho lẹ để làm cái gì. Thì Nguyên Như nói là cũng không biết tại sao mà mọi người rất là rớt, giống như là mình phát sửa đi niết bàn tới nơi. Nhưng mà khi mà hỏi ra thì nếu mà nói về tâm tham thọ hỷ Phật tà vô trợ, nếu mà mình cho mỗi người trong rừng mình phân tích thì mình sẽ hiểu được mỗi người người ta hiểu cái chữ đó như thế nào. Và nếu mà học như vậy á, thì mỗi người mới thiệt sự là học chư duy diệu pháp cho chính bản thân của mình. Còn nếu không là chỉ vô lớp để tai ngồi nghe. Tự vì mỗi cái người đều có một cái sự tập trung rất là khác nhau. Có những người á, nếu mà người ta thiền á, người ta sẽ tập trung được 2 tiếng đồng hồ khi mà Nguyên giảng.
Có những người thì cái tâm yếu, họ chỉ tập trung được 10 phút, xong sau đó thì cái tâm nó sẽ vô cái trường hợp phóng dật, rồi trong cái trường hợp nó sẽ đi vô năm thiền cái, xong một hồi họ mới trở ra, họ nghe được, thì lúc đó họ mất một cái dàn rất là nhiều information mà mình không viết xuống được. Rồi nếu mà mình làm chậm lợi thì khi mà họ đi vô trong cái phần mà tâm phóng dật đó, họ trở ra họ nghe những người khác mà họ có thể đặt ra ví dụ này kia, thì tâm họ khi mà họ vững lại, họ vẫn nghe lại được. Thì khi mà một cái thời phát ra đó, thì mình có thể một người học rất là lẹ, một người học rất là chậm, mà mình có khả năng mình lấy phát ra cùng một cách với nhau, thì Nguyên Nhi nghĩ rất là xa thú và cái buổi học đó rất là thành công. Còn nếu mà mình cứ dạy cho một cái người giống như trưởng lớp mà người đó giỏi nhất, thì người đó lúc nào cũng chép được bài nhiều nhất, thì tội nghiệp cái 15 người còn lại. Tự vì cái nếu mà như vậy thì không có người nào học được nhiều hết, và mấy người còn lại họ sẽ rất là bị bi thẩm thiết. Không biết là Nguyên Nhi nói như vậy có đúng không hả Nguyên Nhi? Tự vì Nguyên Nhi biết đó là Nguyên Kinh rất là giỏi trong cái vấn đề di diệu pháp, theo cái cách mà Nguyên giảng đó, Nguyên Nhi biết là nó nằm trong máu của Nguyên rồi. Mà nếu mà Nguyên Nhi chỉ Nguyên về cái pharmacy á, về một trăm mấy chục ngàn thuốc ở trong pharmacy của Nguyên Như, mà Nguyên Như nói với Vinh như vậy trong vòng 2 tiếng đồng hồ, thì Vinh sẽ cảm thấy là Nguyên Như nói ngược lại. Vinh nói với nhiều điều khác với mọi người cũng vậy. Tự vì thuốc đó Nguyên Như biết 20 năm, thì Nguyên Như đương nhiên thấy nó dễ, mà Nguyên Như sẽ nghĩ tại sao mấy người khác dễ như vậy mà không hiểu. Nhưng mà có những người có những cái khiếu khác nhau, thành ra Nguyên Như mong là Vinh xa thú. Tự vì nếu mà mình học không được đó, thì mình sẽ học thành di diệu pháp mầm non, hoặc là di diệu pháp rất là chậm, giống như là cái con snail luôn. Sẽ không có ai mà than phiền là dạy quá chậm mà tôi hiểu nhiều quá cũng không cần hết đó Nguyên ơi. Cái đó là những cái Nguyên Như biết được. Tự vì những cái bác ở trong chùa của Nguyên Như đó, họ rất là thích học di diệu pháp, mà khi mà họ học thì tăng giảng quá lẹ, mà rất là nhiều chi pháp trong này họ không có cái khả năng. Có nhiều người họ nghe họ thấy hay, xong rồi cái giống như là trí tuệ bóc bế gì đó nó rớt xuống hết, họ không thể nào mà có cái khả năng mà lặp lại những cái điều mà chi tăng hoặc là huynh nói lại. Thành nếu mà mình có thể, mình cứ nhiều patient, mình cứ đưa mic cho mỗi người, họ chỉ cần nói là cái ví dụ những cái mà họ hiểu, mình sẽ biết rõ là mình giảng rồi khả năng họ hiểu tới đâu, rồi họ sẽ đưa ra cái ví dụ, thì mọi người còn lại rất là xa xuống học hỏi. Mà Nguyên Như nghĩ là không có ai buồn lòng về cái chuyện Nguyên giảng chậm đâu. Dạ Nguyên Như xuống bích, cái đó là cái thiện ý của Nguyên Như thôi. Nguyên Như cũng rất là mong là được cái lớp học như vậy để mình có theo, mà lỡ mà mình có mất một cái lớp, hay là mình không có đi vào lớp học lúc đó đó, thì mình cũng biết có bạn bè, có rất là nhiều người có thể chỉ cho mình được, mà không có cần là mình phải kiếm người giỏi nhất hoặc là để mà giải thích lại cho mình. Tự vì biết là cái lớp chậm như vậy thì mỗi người sẽ học lâu dài. Nếu mà Quynh muốn vào lớp lâu dài, còn nếu mà Quynh thấy là chỉ cần 3 tháng đi giảng hết rồi á, thì Nguyên Như không có dám bàn tới à. Dạ Nguyên Như xin xuống nước này, xin nghe nước này trên đạo tràng. Dạ sa thủ ý kiến của Nguyên Như. Dạ Nhật Quỳnh xin đại diện đạo tràng sa thủ Nguyên Như. Dạ cảm ơn Nguyên Trang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ ý kiến Nguyên Như cũng rất là hay, nhưng mà nếu mà nói dạy chậm dạy nhanh thì Nhật Quỳnh thấy là Huynh Kinh dạy chậm chứ không có nhanh. Dạ coi như là trước giờ Nhật Quỳnh cũng có học vị này vị khác rồi, mà là Huynh Kinh dạy chậm và giảng rất là rõ, rất là rõ từng chi pháp. Nhưng mà nếu mà nói là thì Huynh giảng xong rồi thì Huynh cũng cho có người thí dụ, rồi cũng cho người đặt câu hỏi, rồi cũng cho trả bài, thì không có là nhanh. Nhưng mà ý của Nhật Quỳnh muốn có ý với Huynh Kinh như thế này, tại vì bản thân Nhật Quỳnh nha, Nhật Quỳnh nói bản thân Nhật Quỳnh. Nhật Quỳnh nói với bản thân của Nhật Quỳnh là tại vì trước đây là bản niêu Nhật Quỳnh như đó, nhưng mà nhờ học qua học lại thì cũng biết được chút chút, nhưng mà Quỳnh dạy như vậy là tương đối là chậm rồi.
Nhưng mà theo ý kiến như Quỳnh, giờ Quỳnh dạy cho những vị ở trong đạo tràng này học để nhìn vô cái bảng niêu, biết được tâm nào là tâm thọ hỷ, tâm nào là tâm thọ xả, tâm nào là tâm thọ ưu, tâm nào là tâm thọ lạc. Để khi mà nhìn vào cái bảng niêu thì những vị trong đạo tràng sẽ biết cái màu đó là thọ hỷ hay màu đó thọ xả. Là như vậy thì mình sẽ mình những vị trong đạo tràng rất là sơ cơ, bản thân Nhật Quỳnh cũng rất là sơ cơ, nhưng mà như trước đây mà nghe mấy vị đọc tâm thọ hỷ, tâm thọ xả, tâm thọ ưu, tâm tâm thọ lạc, đại khái là gì, thì Nhật Quỳnh không có nhìn vô bản yêu, không có biết được, nhưng mà cũng học đi học lại, học tới học lui thì mới biết được. Thì bây giờ gọi là cái lớp mình là cái lớp căn bản. Về vi diệu pháp thì ý của Nhật Quỳnh là nói như vậy. Bây giờ Quỳnh có thể là nương theo những người mới học, gọi là bữa hôm trước Nhật Quỳnh cũng nói là Nhật Quỳnh chỉ là lớp mẫu giáo thôi, không phải là không 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 phải là gì hết. Và ý kiến Nhật Quỳnh là như vậy, còn còn tùy theo giảng sư, chứ không phải là Nhật Quỳnh phải ép giảng sư giảng như thế này giảng như thế khác. Cũng không thể nói là trong 3 tháng mà học theo như huynh mà hết được bản cái niêu này đâu. Nhật Quỳnh nghĩ là vậy. Nguyên Như nói hơi quá đó. Dạ, Nguyên Như hơi quá. Làm sao 3 tháng, 1 tháng, 1 tuần, 3 tháng là có 4 buổi học thôi, là có 12 buổi thôi, làm sao mà học được hết 128 200 mấy, quên rồi. Dạ quên rồi đó, mới đây là quên rồi. Dạ thì làm sao mà học được hết được. Nên là chỉ bây giờ 2 tuần rồi mà chỉ mới học tới có tâm tham thôi, thì làm sao mà 3 tháng học được cái chương trình này. Nhưng mà ý thì Nhật Quỳnh nói vậy, em mong huynh giúp đỡ cho đạo và giúp đỡ cho Nhật Quỳnh để nhìn vào bảng niêu mình học từ từ đó huynh. Rồi kính mời huynh ngang. Nam mô thầy ạ. Nguyên Trang rồi còn đòi học thêm buổi nữa. Học buổi thấy bơi hơn cái này, bơi gì luôn rồi. Thêm buổi này chắc chắn luôn. Không biết cái mà bản nêu á quý vị. Mình có post lên trên cái màn ảnh này được không? Chắc đâu được hả? Thế là khó, thấy không có post lên, nếu post lên được thì cũng đỡ. Nó bị không cho vậy thôi, vậy mọi người chịu khó cầm dưới mình coi. Còn cái ý của cô Nhật Quỳnh thì muốn nhìn vô bản điêu biết thì phải học từ từ thôi, phải biết thôi. Rồi rừng đó, thì tất cả những gì mà thuộc về thế gian pháp hoặc là siêu thế gian pháp nó nằm trong đó hết rồi, mà đơn giản lúc mình biết được hết rồi. Còn đề màu thì cũng dễ thôi, thì cái gì có nó có 5 màu, thế mình dễ thấy 5 màu căn bản trong đó, thì nói về cảm thọ. Ví dụ màu đỏ, thường thường cái bản niêu thì dùng màu đỏ là thuộc về thọ hỷ. Khi mình nhìn vô mình thấy màu đỏ là mình thấy là hỷ rồi đó, thấy là vui, là cung hỷ phát xoài màu đỏ. Là màu xanh là thọ xả, xanh là thọ xả. Màu nâu là thọ ưu, màu nâu là thọ ưu. Màu vàng là thọ lạc, hay là có chỗ dùng màu trắng, màu vàng là thọ lạc. Màu vàng thọ lạc. Màu đen là thọ khổ. Năm màu em nhìn vô là mình thấy vậy. Mình nhìn vô mình biết là cái cục vàng vàng, cục đỏ đỏ, cục xanh xanh, hay nhìn thấy màu đỏ là biết cái tâm là tâm hỷ. Nhìn cái tâm màu xanh là biết cái tâm thọ xả. Nhìn cái tâm màu nâu là biết tâm thọ ưu. Tâm màu vàng là thọ lạc, màu đen là thọ khổ. Rồi cái mình nhìn qua bên phần tâm sở, cái gì thấy cái bản điêu không? Thấy bên tâm sở nó tùm lum tà ba, là 3 màu có, 2 màu có, 5 màu có. Thì đó là nó ảnh hưởng về cái
cảm thọ đó, nó nằm xem chung trong đó. À, một cái tâm tâm sở nó có bao nhiêu cái loại tâm, nó có những cảm thọ như vậy. À, thì mình biết đại khái vậy đi, sơ biết nhiều quá khùng luôn. Thì giờ mình biết cái năm cái màu, năm cái cảm thọ vậy để mình dễ nhẹ dễ nhìn vô cái bản điêu mình thấy. Giờ trước tiên là làm sao mình học được thật rõ ràng cái chi pháp, rồi cái pháp này phải nghiệm, học phải nghiệm cho ngay thực tế luôn nha, nghiệm ngay thực tại luôn. À, cũng như giờ mình trong đời sống hàng ngày mình đi làm, mình đi chơi bạn bè, hay là những lúc mình ngồi thiền tu tập thì nó đều nằm xung quanh đó, nó có chạy đó chứ. Lúc mình nói chuyện bạn bè mình vui mình cười thì mình thuộc tâm gì, mình quan sát liền lúc đó. Mình nếu mình nhạy bén mình thấy, à tập từ từ mình thấy. Những lúc mình phát sinh sự buồn, cô đơn, lạnh lẽo, vân vân, thì những trạng thái nó phát sinh là mình biết mình ở trạng thái tâm nào, cảm thọ nào, thấy rõ ràng như vậy. Và những lúc hành thiền như vậy, thì mình hành thiền ngồi xuống mình sẽ bằng hành thiền, cái tâm nó phát sinh như thế nào, cảm thọ nào nó phát sinh ra sao, mình thấy rõ lắm, thấy như ban ngày. Nó ngay trong đời sống hiện tại mình, chứ nó không phải là cõi nào xa xôi đó, nó ngay trong hiện tại hết. Mà nếu mình biết là mình sẽ thực dụng nó rất là dễ dàng, mình sống trong pháp nó dễ hơn là những người mà không biết. Không biết thì nó giống như mò kim đáy biển mà. Này pháp này phi tế, chúng ta học được vi pháp mình sẽ hiểu được chi tiết hơn, cặn kẽ hơn, và mình đã ứng dụng liền trong cái đời sống thực tế, từ cái ăn cái ngủ cái nói cái này cái kia, đời sống hàng ngày nó có hết đó, là nó sẽ ra hết. Ngay cả trong lúc mình ngồi yên nhất là mình ngồi thiền ha, ngồi yên tĩnh nhất mà hàng nó sanh lên đủ thứ dạng trong đời đó, trong đó là mình sẽ thấy hết. Là lúc đó mình vui buồn sao sao cảm giác như thế nào nó phát sanh lên hết, tâm như thế nào nó phát sanh lên, lúc đó mình sẽ thấy. À, và như vậy là chúng ta sẽ thực nghiệm, mình sẽ trải nghiệm được tất cả những cái pháp nó phát sanh. À, ngay trong lúc mình ngồi yên tĩnh nhất, lúc đó là những lúc mà nó phát sanh cực kỳ mà rõ rệt. À, đó là cái vấn đề, cái hữu dụng của khi chúng ta học được pháp vi diệu này. À, thì đó là sơ cả giờ, nếu gì học chậm nữa thì giảng chậm nữa, thì tại vì tôi nghĩ là mình phải giảng vậy là cũng đi rất là kỹ lưỡng, là từ chút là rất là rõ rệt đó. À, rồi về chiêm nghiệm học đấy. À, nhưng mà giờ muốn từ từ nữa thì mình đi chậm hơn nữa, nói là kêu là slowly là chút, rề rề là chút xíu giảng rề là chút, tôi đi rề rề rề. À, rồi còn ai có gõ gì đâu. À, còn nếu không có thì chúng ta cùng nhau một chút rồi đóng room xì lâu lì. Còn có ai thắc mắc gì lên nè, mời cô nhìn mình như nào. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Quỳnh. Dạ, cho Nhật Quỳnh hỏi tiếp. Dạ, Quỳnh giảng, còn Nhật Quỳnh có nhiều thắc mắc lắm nên Nhật Quỳnh phải hỏi. Dạ, lúc nãy Quỳnh nói là có điều mà mình không có nên gần. Năm cái nhân sanh pháp bất thiện, là một là phi như lý tác ý, không là không khéo tác ý, rồi hướng tâm theo sân si, trú xứ không nên ở, thân cận phi hiền nhân, ít tạo phước đời trước, lập trường không chân chánh. Thì ý như Quỳnh hỏi hỏi Quỳnh đó là làm sao mà mình biết được cái người đó là tạo phước ít ở đời trước, và Quỳnh giải thích dùm để khi ví dụ như mình gần một người bạn nào đó, một cái chỗ nào đó, thì mình làm sao mà mình biết cái người này người ta ít tạo phước, thì thôi mình từ từ tránh xa. Ví dụ như mấy cái chuyện biết, ví dụ như huynh huynh giảng là mình không có nên gần gũi những chỗ ăn chơi bài bạc, cá độ, hay là nói chuyện tầm xàm, thì mình không nên gần, mình gần mình sẽ lây lan. Thì cái đại Nhật hiệu Nhật Quỳnh hiểu, nhưng mà mình không làm sao biết được, mình có thể biết rằng cái người này ít tạo phước mà mình không gần. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, dạ kính mời huynh ạ. Cái ít tạo phước đời trước là nói về mình,
chính chính là nói về mình, là mình thấy đời sống mình cứ dễ bị tham sân, dễ bị sân hận, dễ bị đụng chút là mình nổi nóng nổi điên, đụng chút mình tham lam ích kỷ ganh tị đủ thứ, mình cứ bị những cái pháp thiện nó mạnh quá đi, cái sanh vào vòng đời sống mình rồi thì mình biết là mình thiếu tu, kiếp trước mình kém tu, ít có đạo phước, ít có bố thí, ít có là biết thương xót chúng sanh nhiều, nó giờ cái tham sân si nó cứ sanh khởi. Như vậy là do phải xét về bản thân mình là mình ít có đạo phước đời trước, là mình để cho chính vì vậy mà cái nhân bất thiện nó sanh. Nhưng mà nói về người khác thì mình cũng có thể biết được chứ, những người khác nhìn biết, những người mà tham lam sân hận nhiều, hoặc là những người mà đời sống người ta khổ sở nhiều là do cái phước đức nó kém nó mới bị như vậy, nhìn cũng biết vậy đó. Nhưng mà cái này là quan trọng là mình biết chính mình, mình tại sao mình cứ giống như là giờ ví dụ như mình mới vừa nghe ai cái mình nổi sân lên liền, là mình rõ ràng là cái pháp bất thiện mình mạnh nè, vừa nói động tới mình là mình nổi điên rồi ha, hoặc là mới vừa thấy cái gì đó là nổi tham lên liền, là không được, cái tâm mình đó, bất thiện nhiều quá là không tốt, hoặc là thấy người ta hơn mình cũng ganh tị, diện gì cũng ganh tị được hết, thấy người ta giàu mình cũng ganh tị, nó đẹp hơn mình cũng ganh tị, người ta đi xe đẹp hơn mình cũng ganh tị, nó mặc đồ đẹp hơn mình cũng ganh tị, nó xách bóp xịn mình cũng ganh tị, cái người xách bóp Gucci người xách này kia nọ, mình thấy cái tự nhiên cái lòng mình nó ganh tị nó phát sinh. Nhưng mà quý vị nên biết là khi cái tâm nó ganh tị như vậy đó, nó phát sinh vậy đó, nếu mà mình biết cái pháp đó, mình quán liền cái tâm đó, nó lại là trở thành cái tuyệt vời cái đối tượng của cái pháp chân đế mà, thì cái tâm ganh tị nó khởi, mình dùng trí tuệ mình quay là mình quán sát cái trạng thái đó. Nhiều khi đắc não hay đó. Là cái vấn đề nhưng mà nói thì dễ nhưng mà khó, bây giờ khi mình biết được thì nó là hàng tỷ tỷ sắc na tâm nó sanh khởi nó mất tiêu rồi, mình bây giờ mới giật mình lại, mình biết là mình xấu quá, có ngày cứ ganh tị người này ganh tị người kia ha, nặng nề về ác pháp nhiều quá, phải tập bỏ, phải tu, phải tập buông bỏ từ từ, buông bỏ những ác pháp cho nó bớt lại, để cho người mình nhẹ nhàng thư thái, tâm mình nó được mát mẻ, mới có đời sống tốt đẹp được ngay trong hiện tại này thôi, chứ đừng nói chuyện gì tới kiếp sau kiếp tới cái kiếp này đó mình sống mà mình cứ sân hận, mình cứ ganh tị, mình cứ tham lam ích kỷ, thấy đời sống nó đau khổ liền ngay trong hiện tại, không có nói gì xa, giờ có nằm trên đống vàng như vậy thôi, tâm mình lúc nào cũng ganh tị người khác, tâm mình lúc nào cũng tham lam cũng sân hận thì đâu hạnh phúc gì, không đau khổ, sống kỳ lạ, sống phiền lắm, sống đời sống là thấp hèn, quá thấp, giống như là ra lên cái xe xịn ngồi không, leo nhất để mấy cô với bà ra leo lên mở cửa xe ra cái dòm dòm có ai dòm mình không, đi xe xịn mà. Có ai dòm mình có khen mình nó, thì mình sống trong pháp bất thiện tha mãi không khổ sở quá đó, thì giờ làm sao mình tập bỏ bớt những cái đó. Từ dẹp bớt những cái dính mắc và cái vật chất của vô đó, mình ẩn tâm lại, quay tâm lại với mình, sống an trú chánh niệm, sống an trú trong pháp, mình lúc đó khi nào mà quý vị cảm thấy mình ngồi xuống mình yên được, tịnh là được, mà mình thấy hạnh phúc được trong pháp được, mình thấy được an lạc được, điều đó mình khá được rồi đó, thấy mình đỡ hơn rồi đó. Chứ mà mình ngồi xuống mình còn thấy phiền não, ngồi xuống còn cảm thấy khó chịu, ngồi xuống mà còn ngồi nhớ tưởng tới cái này kia nọ, nhớ tưởng tới người yêu, nhớ tưởng tới những gì vật chất này kia nọ thì chưa được, phải tập cho ngồi xuống mình an trú được trong pháp, an vui hoan hỷ trong pháp, thì lúc đó mình mới thấy được cái sự mà hạnh phúc ngay trong hiện tại này, còn thời khổ lắm, cứ có ngày cứ hơn thua đấu đá nhau từ chút từ chút, cuộc sống ngay hiện tại mình khổ sở mà chẳng vậy thôi quý vị, nó sanh bệnh nữa. Tâm mình vậy đó, tâm mình nó sống trong an trú trong pháp bất thiện nó sanh nhiều bệnh lắm. Cái lộ trình tâm mình học vi pháp từ từ, cái gì học về sau vô cái gì sẽ thấy khi mà cái tâm mà bất thiện nó sanh khởi, những cái lộ trình tâm nó phát sanh đi kèm theo lộ sắc, nó phát sanh theo đó là những cái sắc pháp mà sắc xấu đó, những cái sắc mà hoại, những cái sắc mà tai hại, những cái sắc mà bệnh hoạn nó phát sanh nó đi kèm theo. Bởi vì những người mà sân hận nhiều, ganh tị nhiều, ích kỷ nhiều, những người đó nó bệnh hoạn dữ lắm, bệnh này bệnh kia rồi xấu xí già nua
rồi đủ thứ chuyện, tại vì cái tâm bất thiện mình hết. Còn người nào mà thiền thiện, người nào tốt đẹp, người nào biết tu tập thì cái tâm ta hiền thiện, được cái da dẻ nó hồng hào, ít bệnh, nó sống khỏe mạnh, đời sống tốt đẹp hơn, thì ít bệnh hoạn hơn, đời sống hạnh phúc hơn, tâm ta được an lạc hơn. Và chúng ta sẽ thấy nhiều cái nó ngay trong cái hiện tại mình thôi, mình không biết đâu, mình ngồi mình tìm kiếm đủ thứ. Hết trần tham nhiều cũng vậy, là tham bệnh dữ nữa. Tham bệnh trước tiên là bệnh rịnh đó, tham bệnh rịnh thấy diện bệnh đó. Đó. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Quỳnh đã giảng dạy câu hỏi của Nhật Quỳnh. Dạ, như vậy là những cái tâm đó là mình phải nhìn lại cho mình. Dạ, nếu mình cảm thấy mình quá sân hận thì nhiều sân hận, ai đụng mình cái là Nhật Quỳnh nhớ ở trong đạo tràng này thường có cái câu là Bồ Đề Gai. Dạ, Bồ Đề Gai thì mình biết là mình ít phước. Dạ, rồi nhiều nhiều việc như Quỳnh giảng thì Như Quỳnh thấy rất là hiểu được bài học. Dạ, Nam Mô Bích Hai giá. Bây giờ thì Như Quỳnh thấy Ngài Trí Đức không còn trong đạo tràng nữa. Dạ, bây giờ Như Quỳnh kính mời quý vị cùng với Như Quỳnh sám hối sau khi thính pháp, và sau đó Như Quỳnh kính thỉnh Quỳnh Quỳnh kinh chúc phúc cho đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bích Hai giá. Uttamang na vấn đề hằng ba đa phạn sum qua ruột tâm ăn buốt thầy vô khá lý tạo đâu sơ buốt thâu khả mà tu tăng mà măng. Dạ, Nhật Quỳnh xin sám hối với đạo tràng. Nhật Quỳnh quên nhìn đồng hồ, và đồng hồ còn 3 phút nữa. Dạ, có quý vị nào có hỏi gì không thì kính mời bằng tay, và để cho Vinh Kinh trả lời. Tại vì học mà cái nào chưa hiểu thì hỏi, rồi mời Nguyên Trang xin sám hối với đạo tràng ạ. À, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con Nguyên Trang. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Chú Kinh ơi, là hồi nãy đó con nói là mình có thể học thêm một ngày nữa đó chú Kinh, không phải là mình học thêm một ngày nữa là mình phải học thêm bài, mà ở đây á, con thấy á, là mình học thêm ngày nữa là cái ngày đó để mình ôn lại đó chú. Đó thì con nghĩ á, là khi mà mình ôn lại như là nhiều khi chú lên chú nói như vậy đi, nhưng mà cũng như hồi nãy giờ chú nói thì tụi con sẽ nắm thêm nhận thêm được những cái ý, những cái chú phân tích về cái chi pháp của nó đó. Ví dụ như mới đầu thì con cũng hỏi là thì trong cái đó là mình cái suy nghĩ về cái tâm mình về tà kiến không, có nhiều người người ta cũng như chú nói là khi mình học bản vi diệu, mình học vi diệu pháp đó, thì mình phải hỏi kỹ, mình phải hiểu kỹ chứ, mình phải hiểu hiểu cho chính xác. Mà bữa giờ con lên, mỗi lần mà con lên con đặt câu hỏi là chú lúc nào chú cũng nói con là hiểu phân nửa, hiểu 50 50 không à. Dạ thì con thấy là trong khi cũng có nhiều người người ta ngại hỏi á chú, thì con thấy như thật ra con rất là xa thú khi mà được nghe chú giảng về vi diệu pháp. Con không biết là con cái này là con chỉ ý kiến của con thôi nha con. Tại vì con thấy mà mình học á, mà một ngày một tuần đi là cũng được, nhưng mà mình sẽ quên, rồi một tuần sau mình mới nhắc lại. Ví dụ như nếu mà có thể đó, con không biết là chú có thể hay không, và sư có phải đó mình phải hỏi qua sư Trí Đức nữa. Dạ, cái đó là cái này là ý kiến của con thôi à. Dạ con nghĩ là mình ôn lại thôi. Dạ con xin xuống mic ạ. À. Con cảm ơn đạo tràng. Hello, Nam Mô Bổn Sư á. Này giống như mà kiểu mà bò ăn cỏ, bò ăn cỏ nhai lại. Học thì chịu khó học ở nhà, học bài cho ở nhà ôn, chứ bắt người ta ôn giùm mình rồi thôi chết rồi. Cái này giống như cưng học trò quá, cưng quá hư, cưng quá làm biếng. Không ai chịu học, cứ canh giờ lên ôn rồi chết cha lắm. Rồi học được, không không có cho ôn, bắt phải tự học, phải động não, tự mình học cái này phải động não. Giờ là sướng lắm rồi, giờ học mà kỹ lưỡng thì chút chút
hồi xưa lượng hồng hồi xưa vô làm trong một hơi hết bản nêu luôn, về nó ngồi nó khóc luôn. Rồi, thì thôi vậy thôi, cứ từng buổi đi rồi từ từ tính. Dạ, kỹ kỹ là nói chịu khó nhà học bài rảnh rảnh cái mình lấy làm coi rồi lật sách này sách kia mình coi thêm đó, còn không thì mình đi xung quanh đời sống đó, mình quan sát mình để ý kinh nghiệm đời sống mình thấy thôi. À, nào một thời gian thôi giờ thỉnh cô mời cô Dực Quỳnh lên đọc kinh đi. Dạ sa thú kính cảm ơn huynh kinh đã trả lời câu hỏi của Nguyên Trang. Nhưng mà kính thưa đạo tràng, để Nhật Quỳnh có thể để Nhật Quỳnh liên lạc lại với một vị trong đạo tràng. Nếu được thì Nhật Quỳnh sẽ cho cái nick Facebook của cái vị này cho quý vị, ai muốn nghe thì vào nghe. Lý do Nhật Quỳnh biết trong đạo tràng có một vị thâu bài và đưa lên Facebook, nhưng mà Nhật Quỳnh chưa có hỏi ý kiến của vị này nên là Nhật Quỳnh chưa dám đưa ra. Nên Như Quỳnh rồi Nguyên Trang nè, rồi quý vị trong đạo tràng, nếu vị nào cần nghe thì để Nhật Quỳnh sẽ hỏi lại cái vị này, xong rồi Nhật Quỳnh sẽ đưa cái Facebook của vị này lên. Vị này rất là giỏi về máy vi tính này kia, cũng có chỉ Nhật Quỳnh vài cái để Nhật Quỳnh làm được. Cũng làm được, mà lý do là mắt Nhật Quỳnh nó không có ổn nên là Nhật Quỳnh không có thể mà ngồi trước máy để mày mò rồi thâu bài xong rồi đưa lên cái trang web hay là đưa lên Facebook rồi này kia, nên Nhật Quỳnh không mày mò thôi. Chứ nếu mà trước đây chừng hơn 1 năm trước, Nhật Quỳnh cũng có thể làm được hết á, và có thể đưa trang web lên để cho quý vị vào đó lúc nào muốn, lúc nào thì vào. Nhưng mà lý do bây giờ lực bất bất tòng tâm nên kính mong đạo tràng hoan hỷ chờ Nhật Quỳnh hỏi cái vị này nha. Dạ Nam Mô Bích Tha giá. Vậy bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Uất tam mang ghê na quan đề hăng ba đập hằng xung qua ruột tam mang bùa thể vô khả lý tổ đô sơ bùa thô khả mà tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên Phật bảo cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Ua ta măng ghê na quanh đê hăng thăm anh cha đưa quy thắng qua răng thầm mê vô ca li tô đổ sâu thầm mô khả mà tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cha đưa quy thọ tam ăn sẵn khê vô khá lý tổ đô sâu sẵn khô khả mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Dạ Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính mời huynh kinh lên chúc phúc cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Alo, 1, 2, 3, alo. Đó, alo. À, quý vị cũng rất là hoan hỷ được gửi đến quý vị những cái bài pháp mà trong cái bài pháp này, không biết quý vị có hoan hỷ không? Trong room mình có hoan hỷ không? Ai hoan hỷ cho cành bông, cành hoa lên để cúng dường Phật Pháp này. Nghĩ dân Trần Hoa đến Phật Pháp Tăng Tam Bảo à, xa thú quan hỷ, nhưng mà đừng có quan hỷ trong tâm tham nha, quan hỷ trong thiện đàng hoàng. À, giờ đọc bài kinh Phúc Chúc mình chúng ta cùng nhau mà. Hướng tới Tam Bảo.
Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho thành tu mỹ mãn. Mô tha dạ, mô tha ma dạ. À, quan hỷ quá đọc xem lộn nhảy qua kinh khác luôn. À, bộ Phật à, xin gửi mic lại cho rằng kính chúc tất cả quý vị à, một ngày một đêm luôn được thân tâm an lạc và à, sớm phát sanh à, trí tuệ để thành tựu à, tu cánh giải thoát thứ ba đồng đều nhau ca thể à, sa thú lành thai ya ni tha phụ ta ni sa ma sa ta ni phụng ma ni qua ya ni và anh ta li kê ta tha ga tăng đề và manu sư bụ chi tăng buộc thăng nam an su wa thi hô tu ya ni tha phụ ta ni sa ma sa ta ni phụng ma ni qua ya ni và anh ta li kê ta tha ga tăng đề và manu sư bụ chi tăng tham mang nam an su wa thì họ tu gia ni thập phụ ta ni sa ma gạt ta ni phụng ma như qua gia ni qua anh ta lệ khởi ta tha gạt tặng đề và manu sự bồ chỉ tặng sanh khăn nam ma sa na su wat thì họ tu hạng phụ ta nào là chư thiên ngữ trên địa cầu hoặc hạng phụ ta nào là chư thiên ngữ trên hư không mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư Phật là các đấng giáo chủ là được chứng quả giống nhau mà chữ thiên cùng nhân loại thường hay cũng dường cầu xin được hoặc sanh thành lợi hàng phụ tá nào là chữ thiên ngữ trên địa cầu hoặc hàng phụ tá nào là chư thiên ngữ trên hư không mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng tôi làm lễ các pháp ta có giống nhau mà chữ thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được hoặc sanh thành lợi hàng khu tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu hoặc hàng khu tá nào là chư thiên ngự trên hư không dạ con xin sám hối với đạo tràng mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư tăng đã có giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu phát sanh thành lợi akasatha chapumatha đệ vanaga mahetika bệnh nhân no anumodan thì chỉ rằng đặt hạnh từ no garu akasatha dạ con sai rồi con xin đọc lại ạ. Akasatha chapumatha đệ vanaga mahetika bốn nhân no anumodan tu chỉ rằng đặc hành tu sa sa năng akasatha chapumatha đệ vanaga mahetika bốn nhân no anumodan tu chỉ rằng đặc hành tu no garu akasatha chapumatha đệ vanaga mahetika bốn nhân no anumodan tu chỉ rằng đặc hành tu nha ta vô akasatha chapumatha đệ vanaga mahetika bốn nhân no anumodan thì chỉ rằng đặc hành tu ba ni no akasatha chapumatha đệ vanaga mahetika bốn nhân no anumodan thì chỉ rằng đặc hành no sadam chư thiên ngự trên hư không ma địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều a đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài viên thuộc tránh khỏi nạn tai
chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con quy thú đạo màu, tu hành tinh tấn, ngọ hầu vô sanh. Nam mô Bích Tha Giá. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã học di diệu pháp, thảo luận di diệu pháp, đến với chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5000 năm. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên của Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa, chư tăng ni hiện diện trong Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Đạo Quang, thiền viện Tịnh Tâm,